Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1871, đường hẹp 3. Những lời này của Trương đại quan nhân dẫn đến trực tiếp hậu quả là bị Cha Vi từ trên xe đuổi xuống. Cha Vi chỉ vào trạm xe buýt nói, từ Tây Khang Môn Anh có thể đến bất luận chỗ nào ở Kinh Thành. Nhìn xe của Cha Vi đi xa, mãi đến khi đèn xe hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Trương đại quan nhân mở hai tay, nắm chặt song quyền cố sức giơ giơ lên không trung một chút. Đàn bà thật sự là hỉ nộ vô thường. Tuy rằng chỗ xuống xe là trạm xe buýt, thế nhưng đa số xe buýt đều đã ngừng hoạt động. Trương đại quan nhân đợi hơn 20 phút mới có một xe taxi, hắn bảo tài xế đưa mình đến phòng tạm trú Bắc Cảng Kinh Thành. Trương Dương lúc về phòng của mình, gặp Hạng Thành, hắn vốn tưởng rằng Hạng Thành đã trở về, nhưng thật không ngờ ông ta ngày hôm nay còn ở đây. Hạng Thành cũng vừa mới từ bên ngoài trở về, hai ngày nay ông vẫn đều bận hậu sự của Tiết lão. Rõ ràng tiều tụy rất nhiều, thấy Trương Dương, Hạng Thành gật đầu nói, đã trở về. Trương Dương nói, Hạng bí thư cũng về muộn như thế. Hạng Thành nói, vừa đi Tiết ra, cùng bọn họ hàn huyên trò chuyện. Ông thở dài một hơi, bỗng nhiên đưa ra lời mời nói, Trương Dương, cùng nhau ăn một chút gì đi. Trương đại quan nhân sửng sốt một chút, sau đó lại gật đầu. Hạng Thành đề nghị nói, đã trễ thế này, chúng ta đừng phiền phức phòng bếp, bên ngoài có quán thịt dê. Tôi vừa rồi đi qua thấy đèn còn sáng. Trương Dương và Hạng Thành cùng nhau xoay người đi ra, quả nhiên thấy quán thịt dê đối diện còn đang mở. Trương Dương kêu 3 cân thịt dê, gọi 4 món khác, cho ông chủ lấy một chai rượu, rót một ly cho Hạng Thành. Nếu như tại Bắc Cảng, rất khó tưởng tượng, hai người bọn họ có thể đơn độc ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, thế nhưng ở Kinh Thành loại sự tình này rất hay xảy ra. Hạng Thành nâng ly rượu thấp giọng nói, mong Tiết lão đi đường tốt đẹp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương cũng không thích nâng ly chúc mừng bi thương, nhưng hắn vẫn nâng ly rượu cùng Hạng Thành. Hai ngày nay bọn họ tuy rằng đều hỗ trợ tại Tiết gia, thế nhưng cơ hội chạm mặt cũng không nhiều. Theo Trương Dương xem ra, Tiết lão đi rồi, Hạng Thành cũng mất đi chỗ dựa lớn nhất trên chính trị, con đường làm quan sau này nói vậy đã tới đầu cùng. Hạng Thành nói, Trương Dương, lại nói tiếp, chúng ta vẫn là lần đầu tiên uống rượu nói chuyện phiếm. Trương Dương cười gật đầu nói, không dối gạt ngài, lúc vừa rồi Hạng bí thư mời tôi thật là có chút vừa mừng vừa sợ. Hạng Thành cười nói, có thể là ấn tượng của tôi lúc trước vẫn đều là quá nghiêm túc, Trương Dương à, cậu nói thật, trong lòng ngươi rốt cục thấy tôi như thế nào? Trương Dương nói, Hạng bí thư, ngài là thủ trưởng của tôi không dám bình luận. Hạng Thành mỉm cười nói, không quan hệ, chỗ này là Kinh Thành, chúng ta cũng là bạn bè, không có thủ trưởng và thuộc hạ. Cậu cứ nói. Tôi cam đoan không mang giày nhỏ cho cậu. Ý của mang giày nhỏ tức là gây khó dễ, khó chịu. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, ông cũng mang giày nhỏ cho tôi không ít, đáng tiếc chân tôi quá lớn, xương quá cứng, làm giày nhỏ của ông bị rách mấy lần. Trương Dương nói, Hạng bí thư, ngài bảo tôi nói hai câu, ấn tượng ngài cho tôi cũng là có chút bảo thủ. Hạng Thành nói, tôi nghĩ cậu làm việc có chút quá cấp tiến. Xem ra lý niệm giữa chúng ta quả thật không giống nhau. Trương Dương nói, Hạng bí thư, ngài có phải là không thích tôi như vậy? Hạng Thành không chút giấu giếm gật đầu nói, tôi thích người nghe lời. Nói xong ông không khỏi cười nói, thật ra làm lãnh đạo, cũng đều thích người nghe lời, đổi thành cậu. Cậu cũng sẽ không thích một người cả ngày đối nghịch, chống đối cậu. Ông chậm rãi buông ly rượu nói, bất quá tôi làm việc vẫn đều là đúng chuyện sai người. Tôi cũng thừa nhận những người trẻ tuổi như cậu quả thật tồn tại rất nhiều điểm hay. Tân Hải rút huyện sửa thị thành công, khu bảo lưu thuế nhập khẩu cấp quốc gia ngụ lại Tân Hải, cái này đều chứng minh năng lực của cậu, cũng là bắt đầu từ hai chuyện này, tôi từ từ cải biến đối cái nhìn với cậu. Hạng Thành nói rất thẳng thắn. Trương Dương cũng không tin Hạng Thành cải biến cái nhìn đối với mình. Theo Trương Dương xem ra, Hạng Thành hiện nay chỉ là không có nhiều tinh lực bận tâm mình, chỉ cần là Bắc Cảng đã đủ khiến ông ta đau đầu. Trương Dương nói, Hạng bí thư lúc nào trở về? Hạng Thành nói, sáng mai, cậu chừng nào thì trở về? Ngày kia, tôi ở Kinh Thành còn phải xử lý một vài sự tình. Hạng Thành nói, lúc đầu cho rằng chúng ta có thể đi cùng nhau. Trương Dương cũng không có đem chuyện Kiều lão muốn đi đến Tân Hải nói cho Hạng Thành. Hắn mỉm cười nói, gần đây có thể có một tập đoàn đầu tư nước Mỹ muốn đi đến Tân Hải khảo sát, đến lúc đó còn hy vọng Hạng bí thư rút thời gian tiếp kiến một chút. Hạng Thành khoái trá đáp, không thành vấn đề. Ông dừng lại một chút lại nói, ngày hôm nay tại lễ tang của Tiết lão. Tôi gặp một bạn trong ủy ban kỷ luật,
hắn nói người nhà của Đồng Chính Dương vẫn đang kiện cáo. Trương Dương nói, chuyện kia tôi đã viết một phần báo cáo hoàn chỉnh, cái chết của Đồng Chính Dương với không liên quan với tôi. Hạng Thành gật đầu nói rõ là tốt nhất. Trương Dương không biết Hạng Thành vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, mà lời nói này của Hạng Thành đem hắn một lần nữa trở về hiện thực. Mấy ngày ở kinh thành này, hắn bận việc hậu sự của Tiết Lão, hầu như quên chuyện phát sinh tại Tân Hải. Hạng Thành nói, khiến cho hắn ý thức được, phong ba từ cái chết của Đồng Chính Dương vẫn không có hoàn toàn đi qua. Hai người hàn huyên vài câu, với quan hệ giữa bọn họ căn bản không có khả năng nói mấy chuyện riêng tư, bất quá Trương Dương vẫn nhìn ra, Tiết Lão chết đối với Hạng Thành mà nói là một đả kích sâu nặng. Lúc Trương Dương trở lại phòng đã là nửa đêm, hắn đẩy ra cửa phòng đi vào, thì cảm thấy được tiếng hô hấp rất nhỏ, Trương đại quan nhân vọt qua như thiểm điện, không đợi đối phương tập kích mình, đã chế trụ yết hầu của đối phương. Trong hơi thở ngửi thấy được mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, Trương đại quan nhân đã phân biệt người ẩn thân trong bóng đêm này là Lệ Phù, hắn lắc mình đi tới phía sau Lệ Phù, đem thân thể mềm mại của cô ấy ôm vào trong lòng, trong bóng tối kể tới hai gò má của cô ấy nói, đêm hôm khuya khoắt, tự đưa đến cửa, cái này có phải gọi là đưa dê vào miệng cọp không? Lệ Phù thở ra một hơi, mặt cười quay lại, vành tai và tóc mai của hai người chạm vào nhau, Lệ Phù nói, sợ anh phải không? Bàn tay to của Trương đại quan nhân tham lam vuốt ve bộ ngực mê người của Lệ Phù, nhẹ nhàng vuốt ve nói, hình như lại lớn hơn. Lệ Phù cúi đầu thối một tiếng, xoay người ôm cổ của hắn, Trương đại quan nhân nhân cơ hội đem người ngọc áp lên trên giường, Lệ Phù nhỏ giọng nói, một thân toàn mùi rượu và thuốc lá, đi tắm đi, em ở trên giường chờ anh. Trương đại quan nhân ngửi ngửi Lệ Phù, trên người quả nhiên đầy mùi thơm ngào ngạt, hắn cười cười, buông Lệ Phù ra, nhanh chóng đi tắm rửa một cái, chui vào trong chăn, phát hiện Lệ Phù vẫn đang mặc đồ, không khỏi vô cùng kinh ngạc nói, sao em còn không cởi quần áo? Chẳng lẽ là chờ anh tới cởi? Lệ Phù ôm lấy cái cổ của hắn, nhỏ giọng nói, em tới tìm anh, là có chính sự. Trương Dương nói, cái chính sự gì, cũng phải chờ hai ta xong xuôi chính sự trước rồi nói. Đưa tay đi cởi quần áo của Lệ Phù. Lệ Phù nắm bàn tay của hắn, có người muốn gây bất lợi với anh. Chương 1872, đường hẹp 4. Tay của Trương đại quan nhân cũng không khỏi ngừng lại, thấp giọng nói, ai? Lệ Phù nói, còn nhớ rõ chuyện của căn cứ quân sự Kim Cốc sao? Trương Dương gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta thiếu chút nữa chết ở đấy. Lệ Phù nói, lúc trước người phụ trách của căn cứ quân sự Kim Cốc Lý Xương Phổ chết ở đấy, hắn có một người anh tên là Lý Xương Kiệt, không biết từ chỗ nào chiếm được tình báo, hoài nghi là anh giết em trai của hắn. Trương Dương nói, anh làm cái giám. Lúc trước căn cứ quân sự Kim Cốc phát sinh vụ nổ, hai người chúng ta bị chôn ở dưới, Lý Xương Phổ chết như thế nào anh căn bản là không biết. Lệ Phù nói, không biết là ai cung cấp cho hắn tin tức này, căn cứ theo tình báo em nắm giữ, Lý Xương Kiệt đã đi tới kinh thành, mục đích của hắn chính là muốn điều tra rõ chuyện này, báo thù cho em trai mình. Trương Dương nói, tên bổng tử này, khẳng định là bị lừa dối. Lệ Phù nói, em chiếm được tin tức này, nhanh chóng đến đây nhắc nhở anh. Trương Dương chẳng đáng nói, chỗ này là Trung Quốc, hắn ở Bắc Triều Tiên có ghê gớm, đi tới địa bàn của chúng ta cũng không dám làm càn. Lệ Phù nói chung, anh cẩn thận tốt hơn, gần đây em phải rời đi một thời gian, chính anh nhất định phải bảo trọng. Trương Dương nói, đêm nay em rốt cục là đến đây nhắc nhở anh hay là vì đến cáo biệt anh? Lệ Phù ôn nhu nói, hai cái đều có. Trương đại quan nhân nói, binh đến tướng cản, nước đến đất dâng, một tên bổng tử Bắc Triều Tiên, anh không để vào mắt. Tay nhỏ của Lệ Phù nhẹ nhàng nắm, công cụ tăng dân số của hắn, dịu dàng nói, chính anh mới là bổng tử đấy. Tin tức của Lệ Phù hiển nhiên là vô cùng chính xác, buổi sáng ngày hôm sau, Trương Dương nhận được điện thoại của Lý Xương Kiệt, vị tướng lĩnh trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên này mời Trương Dương đi ăn. Nói là muốn cảm ơn Trương Dương giải trừ ốm đau cho cha hắn Lý Ngân Nhật. Bởi vì có nhắc nhở trước đó của Lệ Phù, Trương đại quan nhân đã ý thức được Lý Xương Kiệt lần này khẳng định là không có ý tốt, Trương Dương và Lý Xương Kiệt chẳng bao giờ có giao tiếp, bất quá hắn biết có một số việc phải muốn nhanh chóng làm rõ ràng, trốn tránh không phải biện pháp, nếu như Lý Xương Kiệt nhận định mình là kẻ giết chết em trai hắn, như vậy sau này khẳng định sẽ có không ít phiền phức. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ, vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Cái này gọi là tài cao mật lớn, mặc dù là Lý Xương Kiệt ngày hôm nay mở hồng môn yến, Trương đại quan nhân cũng không sợ, với bản lĩnh của mình, cho dù Lý Xương Kiệt muốn gây bất lợi với hắn, hắn cũng có cũng đủ bản lĩnh thoát thân trở ra,
huống chi nơi này lại là sân nhà của hắn. Lý Xương Kiệt ở tại Cẩm Tú Viên, nơi này là một tòa kiến trúc mà Bắc Triều Tiên xây dựng ở kinh thành theo phong cách dân tộc, bình thường nhân vật quan trọng của Bắc Triều Tiên đi tới kinh thành an dưỡng hoặc xem bệnh, sẽ lựa chọn ở đây làm chỗ ở lại. Trương Dương cũng không phải lần đầu tiên đến đây, lúc qua đi chẩn bệnh cho Lý Ngân Nhật, hắn đã nhiều lần tới đây. Trương Dương và Lý Xương Kiệt chưa bao giờ có giao tiếp, chỉ biết là Lý Xương Kiệt là trưởng tử của Lý Ngân Nhật, là nhân vật trẻ tuổi trong quân đội Bắc Triều Tiên. Trương Dương không cho rằng giữa mình và Lý Xương Kiệt có thù sâu gì không giải được, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn hẳn là ân nhân của Lý gia, nếu như không phải hắn, Lý Ngân Nhật đã sớm không ở nhân thế. Trương đại quan nhân lần này đăng môn biểu hiện cũng đủ khí phách và can đảm, hắn đi đến một mình. Sau khi thông báo thân phận của mình, một gã quan quân Bắc Triều Tiên lại muốn nghiệm chứng thân phận của Trương Dương, Trương đại quan nhân trong lòng có chút khó chịu, cái đám bổng tử này, hiện tại là ở địa bàn Trung Quốc, có lầm hay không? Lão tử không tra hộ chiếu của các người đã là không sai rồi, Trương Dương nói, tôi không mang, trong quốc gia của mình, chúng tôi không có thói quen mang chứng minh thân phận đi ra. Một câu nói làm tên quan quân Bắc Triều Tiên nghẹn họng, hắn nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới. Trương đại quan nhân nói, anh đừng nhìn tôi, không phải tôi muốn tới, là lý tướng quân các người mời tôi đến đây, nếu như anh nghĩ tôi không tiện đi vào, tôi hiện tại đi. Tên quan quân Bắc Triều Tiên bị Trương Dương làm cho ngơ ngác, trong lúc nhất thời sững sờ ra, không biết nên đáp lại như thế nào. Trương Dương làm bộ phải đi, tôi không làm khó dễ anh, tôi đi, nếu như lý tướng quân các người muốn gặp tôi, bảo hắn đi tìm tôi. Trương Dương đang chuẩn bị rời đi, nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười, Trương Bí Thư, tại hạ không có tiếp đón từ xa, thất lễ thất lễ. Trương Dương xoay người, thấy một gã quan quân Bắc Triều Tiên thân hình cao lớn xuất hiện tại trước mặt của hắn, người nọ chính là Lý Xương Kiệt. Lý Xương Kiệt hiện đã 37 tuổi, đã từng du học tại Trung Quốc nhiều năm, nói hán ngữ lưu loát, sau khi về nước thì vào quân giới Bắc Triều Tiên, bởi vì được cha coi trọng, vẫn đều được bồi dưỡng làm người nối nghiệp, nên tuy rằng tuổi còn trẻ, đã là quân hàm thiếu tướng. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, anh nhất định là Lý Tướng Quân. Lý Xương Kiệt mỉm cười gật đầu, vươn tay ra hướng Trương Dương nắm tay với hắn. Lý Xương Kiệt nói, những bộ hạ của tôi đều là dựa theo quy củ làm việc, đắc tội chỗ nào, mong rằng Trương Bí Thư không lấy làm phiền lòng. Trương Dương nghe hắn trực tiếp đem quan hàm của mình kêu ra, nói vậy trước đó từng có một phen lý giải về mình, trải qua nhắc nhở của Lệ Phù tối hôm qua, Trương Dương biết Lý Xương Kiệt đối với mình không có bao nhiêu thiện ý, thằng nhãi này hoài nghi mình là hung thủ giết chết em trai hắn. Lý Xương Kiệt mời Trương Dương tiến vào Cẩm Tú Viên, đi tới trong phòng khách, tên quan quân vừa rồi đi tới pha trà cho bọn họ, trà là trà Trung Quốc, Lý Xương Kiệt làm một động tác mời, mình nâng chung trà lên uống một ngụm nói, phác sĩ quan, cho chuẩn bị rượu và thức ăn. Trương Dương nói, Lý Tướng Quân không cần khách khí, tôi lần này đến đây chính là vì thấy mặt anh một lần, không biết Lý Tướng Quân tìm tôi có gì chỉ bảo. Lý Xương Kiệt nói, không dối gạt Trương Bí Thư, tôi lần này tới Quý Quốc, trước đó cha đặc biệt dặn dò, bảo tôi nhất định phải ngay mặt biểu thị cảm ơn với Trương Bí Thư, cũng ủy thác tôi mang đến một ít lễ vật đặc biệt cho Trương Bí Thư. Lý Xương Kiệt từ một bên lấy ra hai hộp sâm cao ly. Trương Dương cũng không khách khí, tiếp nhận tới nhìn. Hai củ sâm cao ly này tất cả đều là thượng phẩm, trên đất Bắc Triều Tiên cái khác không nói, sản xuất nhân sâm đều là mặt hàng thượng đẳng. Trương Dương cười nói, Lý Tướng Quân thật sự là quá khách khí. Lý Xương Kiệt nói, Trương Bí Thư, anh chữa bệnh cho cha ta, lễ vật nho nhỏ không nói hết ý. Lúc này sĩ quan phụ tá họ Phác đã an bài rượu và thức ăn, đến đây thông báo Lý Xương Kiệt. Lý Xương Kiệt mời Trương Dương ngồi vào bàn, đồ ăn thức vô cùng phong phú. Bất quá đa số đều là đồ ăn Trung Quốc, rượu lại là đặc sản Xuân Hương Nhưỡng của Bắc Triều Tiên, tên tuy rằng nhã nhặn, nhưng uống vào trong miệng cùng không được nhiều như vậy. Đến chỗ Lý Xương Kiệt làm khách, Trương đại quan nhân vô cùng cẩn thận, đối với rượu và thức ăn đều là quan kỳ sắc, khứu kỳ vị, nhìn màu ngửi mùi, vững tin bên trong không có hạ độc mới lớn mật uống vào, rượu qua 3 tuần. Trương Dương nói, tiếng Trung Quốc của Lý Tướng Quân nói thật tốt. Chương 1873, đường hẹp 5. Lý Xương Kiệt nói, tôi du học tại Quý Quốc 5 năm, hầu như mỗi năm còn có thể tới một lần, đối với văn hóa của Quý Quốc vẫn đều rất thích. Trương Dương nói, Lý Tướng Quân cũng lý giải Trung Quốc nhỉ. Lý Xương Kiệt nói, mượn dùng nhất câu nói thường nói một của Quý Quốc, Trung Quốc đất rộng nhiều người, muốn lý giải cũng không dễ dàng như vậy.
Trương Dương nở nụ cười ha ha. Lý Xương Kiệt nói, Trương Bí Thư đầu năm đi đến quốc gia của tôi vừa vặn đi nước ngoài, mất cơ hội gặp mặt Trương Bí Thư, cho nên lần này đến đây, đã quyết định chủ ý, nhất định phải gặp mặt cậu. Trương Dương nói, lần trước đi quý quốc thật sự là có chút vội vàng, lúc gần về, vốn nên đi quý phủ cáo từ tôn phụ, cảm ơn chiêu đãi, thế nhưng tôi nghe nói quý phủ có tang sự, cho nên bỏ ý niệm đi đăng môn trong đầu. Trương Đại Quan Nhân trong lòng nói, anh không phải là hoài nghi tôi giết em trai anh sao? Lão tử lười vòng vo với anh, công bằng đem chuyện này điều tra rõ. Khóe môi của Lý Xương Kiệt hơi giật giật, hắn hiển nhiên thật không ngờ Trương Dương sẽ chủ động nhắc tới chuyện này. Thở dài nói, Trương Bí Thư nói không sai, lúc đó em trai của tôi bất hạnh ngộ hại. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng hai mắt của Trương Dương nói, Trương Bí Thư có gặp qua em trai của tôi hay không? Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân bình tĩnh như nước. Nhìn thẳng ánh mắt của Lý Xương Kiệt nói, tôi biết lệnh đệ tên là Lý Xương Phổ, về phần chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì cả. Lý Xương Kiệt nói, thế nhưng tôi nghe nói, Trương Bí Thư khi đó đang du ngoạn ở núi Kim Cương, không biết chuyện này có là thật hay không. Trương Dương nói, núi Kim Cương, địa phương nào, sao tôi không hề có ấn tượng. Lý Xương Kiệt nói, Trương Bí Thư hẳn là nhớ kỹ Cảng Nguyên Sơn chứ. Trương Dương nói, Cảng Nguyên Sơn, tôi biết, tôi cũng đi qua. Lý Xương Kiệt nói, Trương Bí Thư nhận thức Hàn Tích Thành không? Trương Dương đã vững tin, Lý Xương Kiệt có chuẩn bị mà đến, hơn nữa hắn xem ra tra được không ít tư liệu, chuyện mình đi Nguyên Sơn tìm Hàn Tích Thành nhất định bị hắn tra được. Lý Xương Kiệt giơ lên tay phải, sĩ quan phụ tá họ Phác đem tấm vé ảnh chụp đưa đến tay hắn, Lý Xương Kiệt đưa cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận nhìn, đã thấy bên trong là ảnh chụp của Hàn Tích Thành bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Từ ảnh chụp đã có thể nhìn ra thằng nhãi này gặp phải dằn vặt dày vò dữ dội. Lý Xương Kiệt nói, Bắc Triều Tiên cũng không tính lớn, nếu như tôi muốn tìm một người, không cần tốn hao khí lực quá lớn. Trương Đại Quan Nhân giả bộ hồ đồ nói, Lý Tướng Quân, người này là ai vậy? Anh đem ảnh chụp của hắn đưa cho tôi xem, là có ý gì? Lý Xương Kiệt nói, tôi tin tưởng Trương Bí Thư nhất định đã gặp qua hắn, tôi hiện tại có thể nói cho cậu, người này tên là Hàn Tích Thành. Hắn là một gián điệp hai mang ẩn núp tại Cảng Nguyên Sơn, bán tình báo mà sống, tôi tìm được hắn, hắn cung cấp cho tôi một ít tư liệu. Hắn lại lấy ra một tấm ảnh chụp, đặt lên trên bàn, sau đó chậm rãi đẩy qua hướng Trương Dương. Tấm ảnh chụp tuy rằng không rõ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra Trương Dương ngay trong ảnh chụp. Trương Đại Quan Nhân thầm kêu không ổn, xem ra mình lúc tìm Hàn Tích Thành đã bị người ta chụp ảnh. Lý Xương Kiệt nói, cái ảnh chụp này được chụp ở Cảng Nguyên Sơn. Trương Bí Thư nói vậy đã có chút ấn tượng chứ? Trương Dương mỉm cười lắc đầu nói, thời gian lâu quá, nhớ không rõ ràng. Lý Xương Kiệt nói, Trương Bí Thư đi Nguyên Sơn vì cái gì? Du ngoạn. Lý Xương Kiệt nói, Hàn Tích Thành không phải chỗ du lịch. Trương Dương nhìn Lý Xương Kiệt nói, Lý Tướng Quân muốn nói cái gì không ngại trực tiếp nói ra đi. Lý Xương Kiệt nói, tôi từ trong miệng Hàn Tích Thành chiếm được một ít tình huống, biết hắn gặp qua Trương Bí Thư. Trước khi gặp cậu còn gặp được một người, y tá Lý Uyển Cơ của cha ta, cô ta là gián điệp của Nam Triều Tiên, cô ta vẫn đều muốn mưu hại cha tôi. Cậu và cô ta một trước một sau xuất hiện tại Nguyên Sơn, không hẹn mà cùng hỏi đến chuyện của căn cứ quân sự Kim Cốc. Mà sau khi cậu xuất hiện không lâu, căn cứ quân sự Kim Cốc đã bị công kích, em trai của tôi cũng bị ngộ hại. Trương Dương nói, anh hoài nghi tôi có liên quan đến cái chết của em trai anh. Ánh mắt của Lý Xương Kiệt đột nhiên chuyển lạnh, cậu nghĩ sao? Trương Dương lắc đầu nói, không ngờ rằng quân nhân Bắc Triều Tiên cũng có nhiều sức tưởng tượng như vậy. Lý Xương Kiệt nâng ly rượu, bỗng nhiên hung hăng ném xuống mặt đất, ly rượu rơi nát bấy, 10 tên quân nhân Bắc Triều Tiên trước đó mai phục xung quanh phòng khách vọt ra, họng súng trong tay bọn họ tất cả đều nhắm ngay Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nheo hai mắt lại, cực kỳ khinh thường nhìn Lý Xương Kiệt, Lý Tướng Quân đối với văn hóa Trung Hoa quả nhiên lý giải thâm hậu, lại có thể hiểu được rơi ly làm dấu của chúng tôi. Lý Xương Kiệt lạnh lùng nói, căn bản là không nên tới. Trương Đại Quan Nhân thản nhiên cười nói, nơi này là địa bàn của Trung Quốc, tôi có cái gì phải sợ. Lý Xương Kiệt nói, trong Cẩm Tú Viên, tôi cho dù giết cậu, cũng sẽ không gánh chịu bất luận cái trách nhiệm gì. Trương Dương nói, anh nhìn rất cao. Lý Xương Kiệt nói, tôi chỉ nhìn cậu mà thôi. Trương Dương gật đầu nói, có một vấn đề, anh hoài nghi tôi và Lý Uyển Cơ liên thủ giết chết em trai anh, như vậy. Tôi muốn hỏi anh, nếu như tôi muốn gây bất lợi đối với nhà các người, lúc trước vì sao tôi muốn cứu cha của anh?
Lúc Lý Uyển Cơ muốn mưu sát cha anh, tôi vì sao lại muốn ngăn cản cô ấy? Lý Xương Kiệt nói, chuyện này, bất quá là cậu muốn lừa gạt cha tôi, đạt được tín nhiệm của ông ấy mà thôi, mục đích chân chính của cậu là chiếm được cơ mật quân sự của Bắc Triều Tiên chúng tôi. Trương Dương cười ha ha lên, cơ mật quân sự, bên kia của các người có phải là đầu óc đều có bệnh không? Với cái các người gọi là cơ mật quân sự, trong quốc gia chúng tôi ngay cả hương chấn trình độ dân binh đều không tính, tôi cần phải vượt núi băng ngàn đi đến cái gọi là cơ mật quân sự của các người sao? Lý Xương Kiệt hai mắt chợt xẹt qua một tia sát khí, hắn từ bên hông móc súng lục ra, nhắm ngay cái trán của Trương Dương. Trương đại quan nhân chấn định tự nhiên như trước, nâng ly rượu trên bàn uống một ngụm nói, quả nhiên không phải là yến tốt, chuyện của quốc gia chúng tôi các người học không ít. Chỉ tiếc vẽ hổ không giống ngược lại giống chó, tinh túy chân chính cũng không phải các người có thể học được. Lý Xương Kiệt nói, cậu thành thật nói cho tôi biết, tư liệu của AIFV có phải là bị cậu cầm đi? Em trai của tôi có phải là chết ở trong tay của cậu? Trương Dương nói, Lý Xương Kiệt, nếu như không phải thấy mặt mũi của cha anh, chỉ cần anh dùng súng chĩa vào đầu của tôi, cũng đủ để anh chết 100 lần rồi. Lý Xương Kiệt có chút kiêu căng nói, hiện tại súng trong tay tôi. Cậu không có bất luận quyền lên tiếng gì. Trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên, Lý Xương Kiệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, súng lục đã bị Trương Dương bẻ qua, họng súng nhắm ngay cái trán của hắn, đám binh sĩ Bắc Triều Tiên xung quanh còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì phát hiện Lý Xương Kiệt đã rơi vào trong khống chế của Trương Dương. Chương 1874, miệng rộng 1. Trương Dương từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn đám binh sĩ Bắc Triều Tiên xung quanh, thản nhiên nói, Lý Xương Kiệt, tại quốc gia chúng tôi, có can đảm đơn thân đi gặp chỉ có hai loại người, một loại là dũng giả, một loại là kẻ ngu, tôi sở dĩ dám đến, tôi có nắm chắc đi ra, mình đánh mình đi, anh đấu không lại tôi, chơi tâm kế và mưu lược, đám người này ngay cả trình độ trẻ nhỏ đều không bằng. Lý Xương Kiệt lạnh lùng nói, tin tôi đồng quy vu tận với cậu hay không? Trương Dương cười nói, làm tôi sợ, hiện tại súng trong tay tôi, anh không có bất luận quyền lên tiếng gì. Lý Xương Kiệt cười ha hả nói, thế nhưng cậu có nghĩ tới hay không, trong súng căn bản là không có đạn. Trương Dương nói, không sao cả, cho dù không có đạn, tôi vẫn có nắm chắc đưa anh vào chỗ chết. Hắn đem họng súng rời đi, súng lục ở trong tay chuyển hướng, sau đó nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, một lần nữa khôi phục lại tư thế ngồi. Đám binh sĩ Bắc Triều Tiên thấy Trương Dương buông vũ khí xuống, lập tức ào lên, vây quanh hắn. Trương đại quan nhân có chút mệt mỏi ngáp một cái, thật sự là không có ý tưởng mới. Lý Xương Kiệt, tôi muốn hỏi anh cho rằng tại Trung Quốc, bắn chết một vị bí thư thị ủy, có thể dễ dàng chạy trốn trách nhiệm sao? Lý Xương Kiệt nói, chuyện ngoại giao vô cùng phức tạp, liên quan đến mặt mũi quốc gia, thường thường sẽ lo lắng đến đại cục. Trương Dương nói, tốt lắm, chúng tôi không ngại cược một chút, nếu như anh ngươi chết ở chỗ này sợ rằng ngay cả một cành hoa cũng không có. Lý Xương Kiệt nhìn súng trên bàn tay nói, súng có đạn. Trương Dương cười nói, có đạn hay không, tôi tự mình biết. Lý Xương Kiệt nói, vì sao muốn buông tha quyền chủ động vất vả mới có được. Trương Dương nói, tôi vừa rồi chỉ là muốn chứng minh, chỉ cần tôi nguyện ý, tùy thời đều có thể đoạt đi tính mệnh của anh, tôi không giết ta Huyền, là bởi vì tôi với anh không thù không oán, đối với cha của anh cũng là như vậy, lúc trước nếu tôi cứu ông. Sẽ không lý do vượt núi băng ngàn đi căn cứ quân sự Kim Cốc giết chết em trai của anh, cái gọi là của AIFV gì đó, tôi cũng không hề có hứng thú. Lý Xương Kiệt, nếu như tôi không nhìn lầm, anh hẳn là một người luận mưu, anh có thói quen dùng tư duy. Lý Xương Kiệt cười cười, hắn phất phất tay, ý bảo binh lính xung quanh tất cả đều tán đi, thậm chí ngay cả vị sĩ quan phụ tá họ Phác cũng hộ tống cùng nhau rời đi. Súng lục vẫn đặt trên bàn như cũ. Lý Xương Kiệt cầm lấy rượu Xuân Hương nhưỡng rót đầy ly cho Trương Dương, cũng rót đầy ly trước mặt của mình, nâng ly rượu nói, nếu như tôi nói, từ đầu đến cuối tôi cũng không có ý muốn giết cậu sẽ tin tưởng sao? Trương Dương thản nhiên nói, buông tha và không nghĩ tới là hai loại ý niệm tuyệt đối khác biệt trong đầu, anh hiện tại không muốn giết ta, có thể là bởi vì anh phát hiện mình không có năng lực giết tôi. Lý Xương Kiệt nói, tôi thừa nhận, tôi hoài nghi cậu là một trong các hung thủ sát hại em trai của tôi. Trương Dương nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng phần tư liệu này. Lý Xương Kiệt nói, các loại dấu hiệu cho thấy, có gián điệp Nam Triều Tiên lẻn vào căn cứ quân sự Kim Cốc, tôi phát hiện vài thi thể tại hiện trường. Trương Dương nói, anh hoài nghi tôi hợp tác với bọn họ. Lý Xương Kiệt gật đầu nói, quả thật nghĩ như vậy, thế nhưng cha ta đối với cậu vô cùng tín nhiệm,
ông ấy cho rằng nếu như cậu muốn gây bất lợi với chúng tôi, tuyệt đối không sẽ tốn hao trắc trở lớn như vậy. Hắn đem rượu uống hết. Trương Dương nói, ông ấy thật lý giải tôi, không uổng phí tôi chữa bệnh cho ông ấy. Lý Xương Kiệt nói, bởi vì chuyện của em trai, tôi đã làm một điều tra chi tiết, tôi có cũng đủ bằng chứng có thể chứng minh, anh đi qua căn cứ quân sự Kim Cốc. Trương Dương nói, anh rốt cục muốn biết cái gì? Tôi có thể nói cho anh biết rõ ràng, tôi và cái chết của Lý Xương Phổ không có một chút quan hệ. Lý Xương Kiệt nói, trải qua phân tích của tôi, cậu đi căn cứ quân sự Kim Cốc là vì cứu một người phụ nữ. Hắn từ túi tư liệu lấy ra một tấm ảnh chụp của Lệ Phù, cô gái này tên là Dạ Oanh, là đặc công ưu tú của quý quốc. Trương Dương từ chối cho ý kiến cười cười nói, xem ra anh thật sự tốn không ít công phu. Lý Xương Kiệt nói, cô gái này bị giam giữ tại căn cứ quân sự Kim Cốc. Trương Dương nói, làm hữu hảo Lân Bang, quốc gia anh em, quý quốc đối đãi với người của chúng tôi tựa như thiếu hữu hảo. Lý Xương Kiệt nói, trước đó khi cô ấy lẻn vào căn cứ quân sự Kim Cốc, bên tôi đã chiếm được tin tức, cô ấy là gián điệp hai mang. Trương Dương mỉm cười nói, anh đang nói về một bộ phim điện ảnh sao? Đố mọi người biết bộ phim mà Trương Dương nói ở đây là phim nào? Lý Đạo Kiệt nói, theo tư liệu của tôi, cô gái này đã chết. Trương Dương nói, căn cứ tình huống anh miêu tả, buổi tối ngày đó hẳn là đã chết rất nhiều người. Lý Xương Kiệt nói, tôi nhất định phải bắt được hung thủ sát hại em trai của tôi. Trương Dương nói, chuyện này hình như không quan hệ với tôi. Lý Xương Kiệt nói, trên thế giới này có thứ tồn tại vĩnh hằng từ đầu đến cuối. Trương Dương nhìn Lý Xương Kiệt, đợi câu nói kế tiếp. Lợi ích, nếu như cậu muốn một thứ, nhất định phải lấy ra lợi ích đả động đối phương làm trao đổi. Trong tay tôi có tư liệu của người khác bán đứng Dạo Anh, lợi dụng cái phần tư liệu này, cậu có thể đơn giản lôi ra người đứng phía sau âm mưu. Trương Đại Quan Nhân trong lòng khẽ động. Lý Xương Kiệt nhìn Trương Dương nói, tôi tin tưởng, có vài chân tướng sẽ không bị mai một, tôi muốn tìm đến Lý Uyển Cơ, nếu như cậu có thể giúp tôi làm được chuyện này, tôi sẽ báo đáp cho cậu thỏa mãn. Trương Dương thở dài nói, tuy rằng tôi rất muốn giúp anh, nhưng tôi xác thực không biết hành tung của cô ta. Trương Đại Quan Nhân ý thức được, Lý Xương Kiệt sở dĩ bức thiết tìm Lý Uyển Cơ như thế, không chỉ có là muốn vì báo thù cho em trai, còn có một nguyên nhân rất quan trọng là vì bệnh độc AIFV. Lý Xương Kiệt nói, tính nhẫn nại của tôi luôn luôn tốt, Trương Bí Thư, tôi cho rằng điều kiện của tôi hẳn là có thể đủ đả động cậu, có một số việc của hắc ám, là cậu không thể tưởng tượng được. Trương Dương nói, tôi thích sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Lý Xương Kiệt lắc đầu nói, thế giới sẽ không tràn ngập ánh mặt trời vĩnh viễn. Trương Dương làm một ly rượu cuối cùng, đứng dậy nói, tôi đi, hy vọng tôi có thể có cơ hội hợp tác. Lý Xương Kiệt nói, nhất định sẽ có. Trương Dương sau khi rời Cẩm Tú Viên, trước tiên đem tình huống gặp mặt với Lý Xương Kiệt nói cho Lệ Phù. Lệ Phù nói, điều kiện của Lý Xương Kiệt quả thật mê người, nếu như trong tay hắn có tư liệu Trương Bích Quân bán đứng em, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này lật đổ Trương Bích Quân. Chuyện của Lý Uyển Cơ, em sẽ tìm người điều tra, anh tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trương Dương nói, em chừng nào thì quay về tìm anh. Lệ Phù nhẹ giọng nói, có thể lập tức, vĩnh viễn đều không đi. Mưa kéo dài nhiều ngày cuối cùng cũng hết, thế nhưng trận mưa gió lan đến Kiều Gia vẫn như cũ chưa từng đi, so với thản nhiên của Kiều Lão và Kiều Trấn Lương biểu hiện ra, bọn tiểu bối của Kiều Gia không thể trầm được như vậy, thì duy bởi vì nghe thế sự kiện, rất nổi giận. Đem tất cả quan hệ, có thể tìm được trên người Viên Tân Dân, kết quả là, cô ấy mang theo Quách Chí Giang đánh Viên Tân Dân một trận. Chương 1875, miệng rộng 2. Trương Dương biết được chuyện này vội vã chạy tới Bảo Ngưu Hiệp của Viên Tân Dân ở Kinh Thành, gần đây thằng nhãi này đem Bảo Ngưu Hiệp dọn đến nông trường Hồng Kỳ. Thì duy cho tới bây giờ đều là một người không sợ trời không sợ đất, Quách Chí Giang tính tình vẫn đều tốt, thế nhưng hắn đối với thì duy nói gì nghe nấy. Thì Duy bảo hắn hỗ trợ hết giận, hắn tự nhiên bụng làm giả chịu, thân thủ của Quách Chí Giang tuy rằng không có biện pháp so sánh với Trương Dương, thế nhưng đối phó Viên Tân Dân vẫn là dư giả. Hai người buổi sáng đi tới Bảo Ngưu Hiệp, Viên Tân Dân lúc trước cũng nhận thức với Thì Duy, vui vẻ nghênh đón, Thì Duy không nói hai lời trước cho hắn một cái tát, Viên Tân Dân tự nhiên chịu không nổi cái tức này, xông lên đi muốn liều mạng cùng Thì Duy, Quách Chí Giang đương nhiên không thể để cho bạn gái có chuyện. Ba quyền hai cước đánh ngã Viên Tân Dân. Bảo Ngưu Hiệp tuy rằng không nhiều người, nhưng con cháu của đám cán bộ cao cấp bên trong nông trường Hồng Kỳ cũng không ít, đám nhóc do Từ Kiến Quốc dẫn đầu đều là bạn thân của Viên Tân Dân, vừa nghe nói Viên Tân Dân bị đánh tại địa bàn của mình,
tất cả mọi người nổi máu lên, tuy rằng tất cả mọi người nhận thức, nhưng dù sao cũng không thân, thì Duy là một nữ lưu, bọn họ có thể không quan tâm, thế nhưng không tha cho Quách Chí Giang. Cho nên hai bên hỗn chiến tại chỗ, Quách Chí Giang song quyền khó địch bốn tay cũng bị thương. Cái đoàn người của Từ Kiến Quốc tuy rằng nhiều, thế nhưng sức chiến đấu cũng không được, tổn thương so với Quách Chí Giang nghiêm trọng hơn nhiều. Lúc Trương Dương chạy tới, chiến đấu đã tiến hành xong, Từ Kiến Quốc, Viên Tân Dân đều là mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, Quách Chí Giang cũng không tốt hơn, bất quá hắn vẫn đang đứng, thì Duy đầu tóc rối loạn đứng chung một chỗ với hắn, rất có tư thế cùng tiến cùng lui. Từ Kiến Cơ và Kiều Bằng Phi cũng chạy tới, thấy tình cảnh trước mắt, Từ Kiến Cơ thật sự là dở khóc dở cười, hắn chỉ vào Từ Kiến Quốc mắng, Kiến Quốc, đầu óc em có phải là có bệnh không, đều là người một nhà, các người ầm ĩ cái gì? Từ Kiến Quốc ôm nửa bên mặt bị đánh sưng lên, cả giận nói, ai con mẹ nó là người một nhà với bọn họ, anh hỏi bọn họ đi, đang yên đang lành, đến đây đánh người. Viên Tân Dân chọc bọn họ, mới đầu đã tát miệng của người ta, thì Duy, nếu không phải nể mặt ông ngoại cô, hôm nay không đánh cô là không thể. Thì Duy mắt phượng trợn tròn, tới đi, có gan đến đây thử xem. Kiều Bằng Phi nói, Kiến Quốc, thì Duy đến đây đánh người là sai, nhưng em thật ra nên hỗ trợ khuyên can. Tất cả mọi người là bạn bè, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, em không hỗ trợ khuyên can, sao còn xong lên đánh nhau. Trong lời nói của Kiều Bằng Phi toát ra bất mãn. Từ Kiến Cơ đương nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn chừng Từ Kiến Quốc nói, nhanh chóng xin lỗi thì Duy bọn họ. Từ Kiến Quốc nói, dựa vào cái gì hả? Cô ấy tới cửa tìm việc, é dựa vào cái gì xin lỗi cô ấy? Muốn xin lỗi thì cũng là bọn họ xin lỗi Tân Dân mới đúng. Viên Tân Dân che miệng. Vẻ mặt ủy khuất, năm ngón tay trên mặt sưng đỏ lên. Thì Duy nói, xin lỗi hắn, tôi không vả vỡ miệng đã là tiện nghi cho hắn, cậu nói bậy bạ gì đó. Cậu dám nói lại một câu. Viên Tân Dân đối mặt thì Duy bưu hắn cũng không nhìn được có chút chột dạ, Từ Kiến Quốc cũng không sợ cô ấy, cả giận nói, thì Duy, tôi nói Kiều gia các người sao như vậy hả? Nhà của mình xảy ra chuyện mất mặt, còn dám tìm người khác, Tân Dân nói thì làm sao? Cũng không phải một mình hắn nói. Trong thành ai không biết nói. Nói còn chưa xong đâu, hắn đã trúng một cước. Một cước này là Từ Kiến Cơ đá Từ Kiến Quốc đặt mông ngã ngồi xuống đất, Từ Kiến Quốc ngơ ngác, sao anh mình lại bênh vực người ngoài. Nhìn khuôn mặt đã tức giận đến hắng giọng của Kiều Bằng Phi, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Từ Kiến Quốc, nếu như không phải ngại mặt mũi của mọi người, Kiều Bằng Phi đã sớm xông lên vung tay tát vỡ mồm hai thằng nhãi con này. Phương pháp xử lý của Từ Kiến Cơ vô cùng đúng lúc, cũng vô cùng thỏa đáng. Tuy rằng chuyện của Kiều gia mọi người đều biết, thế nhưng loại sự tình này không thể nói ngay mặt, em trai mình là một đứa gây sự, thằng nhãi con này, chuyện gì đều nói ra bên ngoài, đắc tội Kiều Bằng Phi là chuyện nhỏ, thế nhưng đắc tội Kiều gia lại là chuyện lớn, nói nữa mọi người bình thường quan hệ cũng không tồi, không thể bởi vì sự kiện này tổn thương hòa khí. Trương Dương nói, Tân Dân, cái mồm của cậu đúng là rất thúi, hôm qua tôi dạy cậu thế nào? Không nên nói bậy, ngàn vạn lần không thể nói lung tung. Chuyện tình lúc đầu không phải cậu nói, nhưng cậu đi đến đâu nói đến đó cũng không đúng, thì Duy nói không sai, tát cậu còn nhẹ, hôm qua tôi nên đánh cậu, nếu không cậu không có trí nhớ. Từ Kiến Quốc nói, nhưng chuyện này cũng không phải chúng tôi nói. Từ Kiến Cơ tức giận lại đạp hắn một cước, còn dám nói bậy. Trương Dương nói, Kiến Quốc, tôi, Bằng Phi và đại ca cậu đều là tình cảm như huynh đệ, tôi vẫn coi cậu là em mình, nhưng tôi phát hiện đám nhóc các người không coi chúng tôi thành anh. Từ Kiến Quốc nói, Trương ca, anh có ý gì, tôi vẫn đều rất tôn kính các người mà. Trương Dương nói, gần đây quả thật bên ngoài có rất nhiều lời đồn đãi nhảm nhí, nếu như những lời đồn đãi này là nhằm từ ra các người, nhằm vào Kiến Quốc, nếu như tôi nghe được ai đồn, tôi tuyệt đối đi qua tát hắn, không vì cái gì khác, tôn nghiêm của bạn bè tôi không thể bị khinh nhờn, tôi nghe được, thì có trách nhiệm đi giữ gìn mặt mũi của bạn bè. Ánh mắt hắn chuyển hướng Viên Tân Dân nhìn thấy run lên. Ánh mắt của thằng nhãi này thật sự là đằng đằng sát khí. Trương Dương nói, Tân Dân, cậu có phải là ở bên ngoài nói bậy? Viên Tân Dân cắn cắn môi, đầu cúi xuống phía dưới. Trương Dương nói, thì Duy tát cậu, một chút cũng không oan uổng, đổi thành là tôi, răng trong miệng cậu đều không giữ được. Viên Tân Dân không dám nói lời nào, đầu cúi thấp. Trương Dương lại hướng Từ Kiến Quốc nói, cậu có năng lực lắm. Mặc kệ chuyện gì đều xuất đầu ra mặt. Gần đây tôi nghe nói cái gì mà kinh thành tam công tử đều quá hạn, luận đến các người cứ như đương gia, Kiến Quốc. Cậu cảm thấy mình rất đúng quy cách sao?
cậu có năng lực hơn anh cậu sao? Hay là hạnh kiểm tốt hơn anh cậu? Từ Kiến Quốc nhất thời nghẹn lời, tôi. Trương Dương nói, trẻ tuổi không lo học giỏi, học người ta kết bè kết phái, làm nông trường hồng kỳ cái gì? Đồ hư hỏng, nếu cậu là em tôi đánh cậu tới ngay cả cha mẹ đều không nhận ra. Trương Dương mắng rất nặng, thật ra là chút giận cho Kiều Bằng Phi, ngày hôm nay xảy ra cái cục diện này, nếu như xử lý không tốt, Kiều Bằng Phi và Từ Kiến Quốc chỉ sợ cũng chính thức chấm dứt. Từ Kiến Cơ nói, Trương ca mắng rất đúng, anh nói cho em biết, từ hôm nay, cái nông trường Hồng Kỳ này nhanh chóng đóng cửa cho anh. Tiền một các anh cũng không cho. Từ Kiến Quốc nói, nhưng... Kiều Bằng Phi nói, quên đi, tất cả mọi người không phải người ngoài, việc này ngày hôm nay đến đây coi như hết đi. Sau này ai cũng không nhắc lại, Tân Dân nói lung tung nói sai, nhưng thì Duy và Chí Giang cũng không nên đến đây đánh người. Các người cũng không nghĩ lại, nếu như Kiến Quốc bọn họ thật tình đối phó các người, hai người đánh được một đám người bọn họ sao? Kiều Bằng Phi những lời này rõ ràng là chỉ trích Từ Kiến Quốc một bên nhiều người khi dễ ít người. Từ Kiến Cơ nói, Kiến Quốc, nhanh chóng xin lỗi Bằng Phi ca. Kiều Bằng Phi khoát tay áo nói, quên đi, chuyện này nói không rõ ai đúng ai sai, mọi người không nên bởi vì chuyện nhàm chán tổn thương hòa khí. Hắn nói xong, mang theo Thì Duy và Quách Chí Giang rời đi. Chương 1876, miệng rộng 3. Từ Kiến Cơ chờ Kiều Bằng Phi đi, tức giận đến đạp Từ Kiến Quốc một cước. Từ Kiến Quốc không vui, anh, sao anh cứ thích đá em? Từ Kiến Cơ cả giận nói, chuyện này nếu như để cho ba biết, có tin ổng cắt đứt chân của em hay không? Viên Tân Dân ủ rũ đi tới nói, Kiến Cơ ca, Trương Dương ca, ngàn sai vạn sai đều là tôi sai, thật ra chuyện này tôi chưa nói cho vài người, không biết vì sao lại truyền tới cái lỗ tai Kiều gia. Trương Dương nói, đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác thử đi, chuyện sát muối lên vết thương như vậy chúng ta không thể làm, như vậy không phải đàn ông. Đám người Từ Kiến Quốc xám xịt lui đi, Từ Kiến Cơ thở dài một hơi nói, đám nhóc này, bảo tôi sau này gặp mặt Kiều gia đều khó mà nói chuyện. Trương Dương nói, không cần lo lắng, Bằng Phi không phải người hẹp hòi như vậy. Từ Kiến Cơ nói, thằng nhóc Kiến Quốc này, cả ngày chọc không ít phiền phức. Trương Dương nói, quên đi, người tuổi trẻ đều là cái dạng này. Hắn nhớ tới chuyện tối hôm qua, cười nói, cùng Hồng Nguyệt thế nào? Chuyện tình có tốt hay không? Từ Kiến Cơ cười gật đầu nói, lúc đầu cũng không có gì, thường Trương kia là người khác giới thiệu cho cô ấy ngại tình cảm, mới đáp ứng gặp mặt. Ai ngờ trùng hợp bị chúng ta gặp gỡ. Trương Dương cười nói xong là tốt rồi, thật ra Hồng Nguyệt đối với cậu cũng không tồi. Từ Kiến Cơ nói, trải qua chuyện này tôi bỗng nhiên rõ ràng, mình hẳn là nên thu hồi tâm. Huynh đệ, cậu cũng có thể thành thật lại một chút. Trương Dương nói, lôi tôi vào cái rắm gì, nói tôi hoa giống như cậu à. Từ Kiến Cơ nói, cậu không phải hoa, là lạm. Trương Dương cười cho hắn một quyền. Hai người buổi chiều hẹn Chu Hưng Quốc, cùng đi Tiết gia, cái này là ba người bọn họ lần đầu tiên đăng môn sau lễ tang của Tiết lão. Tiết Vĩ Đồng vẫn không thể giải thoát ra khỏi thống khổ do mất đi ông nội, mặc một thân đồ đen, cả người gầy rất nhiều, thấy hình dạng tiều tụy của cô ấy, ba huynh đệ đều có chút không đành lòng. Chu Hưng Quốc nói, Vĩ Đồng, chuyện tình đều trôi qua, em cũng không thể để mãi trong lòng, phải vui vẻ một chút, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Tiết Vĩ Đồng nói, em biết ý tứ của các người, đạo lý này em đều rõ ràng, yên tâm đi, em rất tốt. Cô ấy rất miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, chờ đầu thất qua đi, em sẽ đi chơi, giải sầu, mặc kệ em tới chỗ của ai đều phải mời em sống phóng túng, hơn nữa nhất định phải rút ra tất cả thời gian của các người đến bồi tôi. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, chỉ cần em triệu hoán một tiếng, ba người bọn anh sẽ làm tam bồi cho em. Từ Kiến Cơ xì một tiếng khinh miệt. Tên nhóc cậu cho tới bây giờ đều là miệng chó không ra ngà voi. Tiết Vĩ Đồng nói, tam bồi thì tam bồi, em không ngại, đương nhiên tiền đề là mấy người chị dâu em không ngại. Trương Dương cười nói, huynh muội như tay chân, thê tử như quần áo, em nói là tay chân quan trọng hay là quần áo quan trọng? Tiết Vĩ Đồng nói, một người đứt tay đứt chân đi ra đường vẫn có thể, cũng không thấy ai cởi chuồng không biết xấu hổ đi ra. Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đều chỉ vào Trương Dương nói, hắn không thành vấn đề. Trương Dương nói bậy, tôi trọng sĩ diện so với các người, bất quá vì em gái tôi, cô ấy chỉ cần vui vẻ, bắt tôi lỏa thể đi dạo Trường An phố đều được. Tiết Vĩ Đồng nhìn không được nở nụ cười, tốt lắm, anh được lắm, chỉ cần anh dám đi, em khẳng định vui vẻ. Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đều ồn ào.
Trương đại quan nhân sầu mi khổ kiểm nói, vậy thì, nếu thật sự muốn thấy, để lần sau đi, anh phải đem cái chức bí thư thị ủy này từ xuống, một quan viên lỏa thể, và một dân chúng bình thường lỏa thể thì ý nghĩa đại biểu là hoàn toàn khác biệt, anh có thể không quan tâm đến chính mình, thế nhưng kiên quyết không thể làm mất mặt quốc gia, các người nói đúng không? Chu Hưng Quốc nói, tôi phi, tên nhóc cậu không có can đảm mới đúng. Anh gan lớn, sao anh không đi lỏa thể đi? Chu Hưng Quốc nói, cái đó không phải tôi nói. Mọi người đang trò chuyện rất náo nhiệt, Tiết Thế Luân từ bên ngoài đi đến, bọn họ cuống quýt đứng dậy chào hỏi Tiết Thế Luân. Tiết Thế Luân mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói, đến thăm Đồng Đồng à. Trương Dương nói, không chỉ là tới thăm cô ấy, hơn nữa là tới thăm chú. Tiết Thế Luân cười nói, biết rõ nói những lời này là gạt tôi, nhưng tôi vẫn rất hài lòng. Trương Dương nói, chú Tiết, chú cái này không phải ủy khuất một mảnh thật tình của tôi sao, tôi nói của đều là lời thật. Tiết Thế Luân cười gật đầu nói, được, được, nhân sinh trên đời, quan trọng nhất là cũng là có thể kết giao mấy người bạn thật tình chân ý, Vĩ Đồng có những người bạn tốt như các người, tôi thật sự là cảm thấy vui mừng vì con bé. Trương Dương nói, bạn bè chú cũng không ít. Tiết Thế Luân vỗ vỗ đầu vai của Trương Dương, hướng Tiết Vĩ Đồng nói, Vĩ Đồng, giữ bọn họ buổi tối cùng nhau ăn. Chu Hưng Quốc cuống quýt nói, không được, chú Tiết, chúng tôi còn có chuyện khác, cũng là đến thăm các người. Tiết Thế Luân cũng không miễn cưỡng, cười nói, tùy các người, dù sao các người nhớ kỹ, cửa lớn của Tiết gia vĩnh viễn mở rộng với các người. Tiết Thế Luân trở về phòng của mình, cởi cà vạt ra, mở rèm cửa sổ thở dài một hơi, ánh mắt trong lúc vô ý thấy ảnh chụp trên đầu tủ, đó là ảnh ông và Tiết lão chụp chung. Tiết Thế Luân cầm lấy ảnh chụp, trong nội tâm nổi lên một tư vị khôn kể. Mấy ngày qua, ông từ đầu đến cuối vẫn ở trong áy náy, nếu như không phải bởi vì mình chế tạo đại hỷ đại bi, có thể cha còn có thể sống thêm vài ngày. Tiếng gõ cửa cắt đứt trầm tư của ông, Tiết Vĩ Đồng từ bên ngoài đi đến. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, con gái, không ở cùng bạn của con. Tiết Vĩ Đồng nói, bọn họ đều đi. Tiết Thế Luân vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Tiết Vĩ Đồng đi qua ngồi xuống. Tiết Thế Luân ôm đầu vai con gái nói, chờ đầu thất xong. Chúng ta cùng đi Hawaii chơi vài ngày có được hay không? Tiết Vĩ Đồng gật đầu, tựa đầu lên vai của cha, thấy ảnh chụp trong tay, thấp giọng nói, ba còn đang nhớ về ông nội. Tiết Thế Luân nói, người khi đang còn, không hiểu quý trọng, chỉ có khi mất đi, mới phát hiện mình mất đi người quan trọng cỡ nào, ba mấy năm nay quá bận rộn kinh thương, quên chiếu cố đối với ông nội con, hiện tại muốn bồi thường cũng không có cơ hội. Tiết Vĩ Đồng nói, ba... Sau này con nhất định phải dành thời gian ở cùng với ba nhiều nhiều. Tiết Thế Luân cười nói, nhà đầu ngốc, ba con còn trẻ, chúng ta còn có nhiều thời gian ở cùng một chỗ. Bất quá con không thể cả đời ở với ba, con còn phải lập gia đình, tương lai con sẽ có gia đình của mình, đứa nhỏ của mình. Tiết Vĩ Đồng lắc đầu nói, con không nghĩ qua, con chỉ muốn cả đời canh giữ bên cạnh ba, hầu hạ ba, cùng ba. Tiết Thế Luân cười ha hả nói, nhà đầu ngốc. Con muốn đem ba trở thành tù phạm sao? Con chịu được, nhưng ba chịu không nổi, ba cũng muốn có sinh hoạt của mình. Tiết Vĩ Đồng cả giận nói, ôi, chẳng lẽ ba còn muốn tìm mẹ kế cho con? Tiết Thế Luân mỉm cười nói, ba mặc kệ tình cảm của con cũng không quản ba, nếu như gặp phải người ba thích, nói không chừng, ba thật sẽ động tâm. Chương 1877, mất tiếng. 1. Động tâm cũng phải nhịn, ba muốn tìm mẹ kế cho con. Phải qua một cửa của con trước, con gật đầu, ba mới có thể cưới vợ, nếu không, ba chuẩn bị cả đời làm lão quang côn đi. Tiết Thế Luân bởi vì con gái bá đạo mà bật cười ha ha lên. Điều tra nhằm vào vụ án của Tiết Thế Luân bị đâm cũng không bởi vì Tiết lão qua đời mà ngừng lại, buổi chiều cùng ngày, tổ chuyên án đến Tiết gia, báo cáo cho Tiết Thế Luân tiến triển mới nhất của vụ án ám sát. Thân phận của hung thủ đã thẩm tra, tên sát thủ chết ở hiện trường là một gã đào phạm. Trên người mang nhiều án mạng, vẫn đều nằm trong danh sách phát lệnh truy nã của cảnh sát, đối với tư liệu của người phía sau thì không rõ, về phần Liễu Đan Thần và Trương Dương buổi tối ngày đó, đã hoàn toàn bài trừ bọn họ có quan hệ với chuyện này. Có thể nói Liễu Đan Thần chỉ là trượng nghĩa ra tay, cô ấy và kẻ mưu sát cũng không có bất luận quan hệ gì, trải qua điều tra đối với nhân viên của Kinh Kịch Viện đi tới Tiết gia, cũng trên cơ bản phủ định Kinh Kịch Viện có quan hệ với chuyện này. Sát thủ đã giết chết một võ sư trước khi Kinh Kịch Viện diễn xuất tiết mục Mộc Quế Anh, cũng thế thân tên võ sư kia đi lên sân khấu, trình diễn vụ án mưu sát Thọ Yến. Kết quả như vậy khiến cho Tiết Thế Luân không hài lòng, mục đích của ông là tìm ra kẻ chủ mưu phía sau,
mà không phải nghe được cảnh sát nói kết quả. Trong khoảng thời gian này Tiêu Quốc Thành vẫn đều ở lại Tiết gia, ông ấy là con nuôi của Tiết lão, gánh trách nhiệm túc trực bên linh cữu như Tiết Thế Luân. Thể chất của ông lúc đầu đã không được, liên tiếp thức mấy đêm, khiến cho ông tái phát bệnh ho, nghe nói tổ chuyên án đến đây thông báo kết quả điều tra, ông cũng đến đây hỏi. Tiết Thế Luân vừa đem người của tổ chuyên án đưa về, thấy Tiêu Quốc Thành đến đây. Không khỏi thở dài nói, hiệu suất phá án trong nước thật sự rất thấp, đến bây giờ còn chưa có tra ra một đinh manh mốt. Tiêu Quốc Thành nói, không điều tra ra bọn họ tới làm gì. Tiết Thế Luân nói, báo cáo tình tiết tiến triển của vụ án, mấy ngày này bọn họ chỉ làm rõ được một việc, là kinh kịch viện không quan hệ với hành động ám sát lần này. Tiêu Quốc Thành nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, Thế Luân, anh nghĩ như thế nào? Tiết Thế Luân sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, Quốc Thành. Lời này hỏi phải có chút khó hiểu. Tiêu Quốc Thành nói, ngày đó trong thọ yến của ba, anh nói với Cố Doãn Chi cái gì còn nhớ rõ sao? Tiết Thế Luân lắc đầu nói, hai ngày nay chỉ lo vội vàng chuyện của ba, tôi làm sao nhớ cái loại việc nhỏ này. Tôi nhớ kỹ, Tiêu Quốc Thành nhìn con mắt của Tiết Thế Luân. Từ ánh mắt của ông, Tiêu Quốc Thành cũng không có tìm được cừu hận, thế nhưng Tiêu Quốc Thành biết. Tiết Thế Luân không một phút nào quên được cừu hận, thấp giọng nói, cho tới nay anh đều nhớ kỹ đoạn ân oán năm đó với Cố Doãn Chi, anh cho rằng là ông ta hại anh cho rằng chính là vì ông ta khiến cho anh từ bỏ con đường làm quan, đi ra nước ngoài. Tiết Thế Luân nói, Quốc Thành, cậu cho rằng mình rất lý giải tôi. Tiêu Quốc Thành nói, Thế Luân, thu tay lại đi, ba nuôi đều đã rời khỏi chúng ta. Tiết Thế Luân giận dữ hét, cậu có ý gì? Cậu nói ba là bị tôi hại chết. Thần kinh của ông bị kích thích nhạy cảm. Tiêu Quốc Thành bình tĩnh nhìn Tiết Thế Luân, Thế Luân, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta uống rượu tại tòa nhà đế quốc không? Anh nói nước Mỹ hiện tại là ban đêm, mà Trung Quốc là ban ngày. Tâm tình của Tiết Thế Luân trong nháy mắt bình phục lại, thấp giọng nói, cậu nói cho tôi biết, trên thế giới phân ra rất nhiều loại người, có loại người từ đầu đến cuối đều sinh hoạt dưới ánh mặt trời, chỉ có ánh mặt trời mới có thể khiến cho hắn vui sướng, mà mặt khác có loại người phải sinh hoạt trong bóng đêm. Chỉ có đêm tối mới có thể khiến cho hắn cảm giác được an toàn. Tiêu Quốc Thành nói, người có thói quen sống về đêm tốt nhất không nên hy vọng ánh mặt trời không thuộc về hắn, anh cùng tôi khi còn sống đều định tính, chúng ta phải tiếp tục đi tới con đường trước mắt, Thế Luân, cái cần có chúng ta đều có, anh còn có cái gì chưa đủ. Tiết Thế Luân lắc đầu nói, cậu vĩnh viễn không lý giải tôi. Tiêu Quốc Thành nói, tôi vốn tưởng rằng đã đủ lý giải anh. Nhưng hiện tại tôi mới phát hiện, tôi thật sự không biết anh. Tiết Thế Luân nói, tôi từ đầu đến cuối không có thay đổi phương hướng của tôi, người thay đổi chính là cậu. Tiêu Quốc Thành nói, tôi muốn hỏi anh một việc, chuyện của Cố Gia Đồng có phải là anh làm? Tiết Thế Luân đến gần hướng Tiêu Quốc Thành một ít, Quốc Thành, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm giữa chúng ta còn thân hơn anh em ruột, cậu hẳn là biết, tôi là một người ân oán rõ ràng. Tiêu Quốc Thành thấp giọng nói, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, muốn giải thoát, chỉ có buông xuống. Tiết Thế Luân lạnh lùng nói, trên tay một người chỉ cần dính vào máu tanh, thì vĩnh viễn không xứng hai chữ buông xuống, cái gọi là phóng hạ đồ đao, tất cả đều là tự mình an ủi. Ứng với lời mời của Cố Dưỡng Dưỡng, đêm đó Trương Dương cùng cô ấy và Cố Doãn Chi đi đến rạp hát lớn kinh thành xem tuồng, Mộc Quế Anh đại phá thiên môn trận, cái này cũng là buổi diễn đầu tiên của Liễu Đan Thần từ sau thọ yến của Tiết Lão. Buổi sáng ngày hôm nay, cô ấy mới nhận được thông báo của tổ chuyên án. Nói cho cô ấy, cảnh sát đã hoàn toàn giải trừ hiểm nghi đối với cô ấy. Lúc đầu Cố Minh Kiện cũng muốn cùng đi, thế nhưng đến lúc có sinh ý cần, hắn đành xin cáo. Cố Doãn Chi đối với cái này thật ra rất thản nhiên, con cái lớn rồi, tự có việc riêng của mình, không có khả năng bắt bọn nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nhất là sau khi con gái Giai Đồng phát sinh bất hạnh, thái độ của Cố Doãn Chi đối với con cái càng thuận theo tự nhiên. Thấy tên vở kịch đêm nay, Cố Doãn Chi không khỏi lộ ra một tia cười khổ, ông nhớ tới buổi tối ngày đó tại thọ yến của Tiết Lão, chính là tại lúc trình diễn, xảy ra sự kiện ám sát Tiết Thế Luân. Con gái ngày hôm nay hẹn mình tới giải sầu tuy rằng là ý tốt, nhưng con bé cũng thật không ngờ cái này sẽ câu dẫn ra hồi ức của mình đối với đêm đó. Trương Dương sau khi mở màn 20 phút mới tới, Cố Dưỡng Dưỡng không nhịn được oán giận nói, Trương Dương ca, anh càng ngày càng không có quan niệm thời gian. Trương Dương nói, vừa đi làm chút chuyện. Cho nên đến muộn. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, con nghĩ Trương Dương rãnh rỗi giống như con sao, hắn là cán bộ quốc gia, có công tác muốn làm. Cố Dưỡng Dưỡng kháng nghị nói, ôi, ba,
ba có ý gì, sao nói con là rãnh rỗi không có việc gì? Cố Doãn Chi cười nói, ba không lý luận với con, chúng ta xem kịch, không nên gây trở ngại người khác. Trương đại quan nhân đối với việc xem tuồng kịch này cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, bất quá ngày hôm nay diễn viên chính trên sân khấu là Liễu Đan Thần, hắn vẫn nổi lên không ít hứng thú, ngày đó tại Tử Kim Các chỉ là một đoạn ngắn, hôm nay mới tính là xem toàn bộ. Liễu Đan Thần quả nhiên không hổ là bông hoa mới nổi trong giới kinh kịch gần đây, ca hát đánh đá, không cái nào không tinh thông, nghe giọng hát mềm mại uyển chuyển y của cô ấy, Trương đại quan nhân cũng cảm ngộ ra một chút kinh kịch chi nhạc. Đến đoạn Mộc Quế Anh đại chiến Tiêu Thiên Tá, Trương đại quan nhân không tự chủ được có chút khẩn trương, dù sao ngày đó ám sát tại Thọ Yến khiến cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu, cũng may hôm nay không có sát thủ trà trộn vào trong đội ngũ võ sư. Liễu Đan Thần đánh xong một đoạn này, theo giai điệu lần thứ hai cất tiếng hát, ngoài ý muốn xảy ra, cô ấy vừa hát đến cao âm thứ nhất, lại đột nhiên mất giọng. Nhạc công phía sau không biết xảy ra chuyện gì, nhanh chóng chuyển ngoặt, một lần nữa kéo lại. Vốn trông cậy vào Liễu Đan Thần lần này có thể theo giai điệu một lần nữa tìm về giọng hát, thế nhưng trong đôi mắt đẹp của Liễu Đan Thần toát ra một trận sợ hãi, cô ấy hé miệng ra, vẫn không phát ra bất luận âm thanh gì. Chương 1878, mất tiếng. 2. Thấy sân khấu trên xảy ra loại chuyện này, hiện trường nhất thời nổ tung, tố chất diễn viên nghiệp dư trong kinh kịch cũng tốt xấu lẫn lộn, nhất là đám người trẻ tuổi theo tới giúp vui, phía dưới kêu la, hát đi chứ. Liễu Đan Thần cắn cắn môi anh đào, cô ấy không phải không muốn hát, thế nhưng đột nhiên không phát ra được âm thanh. À, hiện trường bắt đầu có người ồn ào, có người cầm bình đồ uống xác hạt dưa ném lên sân khấu, hiện trường loạn thành một đoàn, đơn vị diễn xuất nhanh chóng đem màn sân khấu kéo lại, trong thính phòng có không ít người hô lớn trả vé, còn có người nhào loạn xông lên sân khấu. Cố Doãn Chi nhíu nhíu mày, không ngờ rằng tới kinh thành xem hai tuồng Mộc Quế Anh đại phá thiên môn trận. Kết quả đều xảy ra sự tình, Trương Dương che chở hai cha con Cố Doãn Chi đi ra rạp hát, Cố Doãn Chi nói, Trương Dương, ba và Dưỡng Dưỡng đi về trước, con đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể hỗ trợ giúp người ta. Trương Dương gật đầu, thật ra trong lòng hắn cũng có ý nghĩ như vậy, Trương đại quan nhân đi tới cửa rạp hát, thấy khán giả đều bị nhân viên công tác duy trì trật tự khuyên can, có vài người còn đang ầm ĩ đòi trả vé. Trương Dương từ cửa sau đi vào. Một gã nhân viên công tác ngăn cản hắn nói, vị đồng chí này, đã nói rồi, giải tán giải tán. Trương Dương nói, tôi là người của kinh kịch viện. Nhân viên công tác nói, tôi là người của kịch viện quốc gia, cậu có cái gì có thể chứng minh? Trương Dương nói, tôi nhận thức Tiền Xuân Lâu tiền viện trưởng, Liễu Đan Thần cũng là bạn tôi. Nhân viên công tác cũng không dễ lừa gạt như vậy, bảo vệ cửa không cho hắn tiến vào, lúc này viện trưởng kinh kịch viện Tiền Xuân Lâu từ bên trong đi ra. Ông ta mặt đầy u sầu, thật vất vả mới chờ Thọ Yến Tiết Lão dẹp loạn xuống, nhưng không ngờ rằng mới diễn xuất lại thì đã xảy ra chuyện, Liễu Đan Thần sớm không mất tiếng, muộn không mất tiếng, lại mất tiếng ngay lúc này. Phải biết rằng Liễu Đan Thần chính là nhân vật chính, nếu xảy ra vấn đề, kinh kịch viện sẽ bị tổn thất kinh tế thật lớn. Trương Dương thấy Tiền Xuân Lâu, lớn tiếng kêu lên, Tiền viện trưởng. Tiền Xuân Lâu ngẩng đầu nhìn thấy Trương Dương, liếc mắt thì nhận ra. Ông ta đi đến đây nói, Trương Bí Thư, sao ngài tới? Trương Dương nói, tôi vừa rồi đang xem kịch, không ngờ rằng Liễu Đan Thần mất tiếng, cho nên tôi qua xem. Tiền Xuân Lâu thở dài nói, cô ấy lúc này đang khóc rất nhiều, khủng sợ đến nổi ai cũng không muốn gặp. Trương Dương nói, không quan hệ, tôi đến đây cũng là giúp cô ấy chữa bệnh. Tiền Xuân Lâu nhớ tới ngày đó Trương Dương trợ giúp trị thương cho Liễu Đan Thần, gật đầu, khiến cho nhân viên công tác để Trương Dương vào. Tiền Xuân Lâu nói, cô ấy lúc này khóa trái cửa phòng hóa trang ngồi khóc một mình ở trong. Ngài đi qua đi, tôi phải đi ra phía trước nhìn, nhiều khán giả như vậy đều ầm ĩ muốn trả vé. Trương Dương hỏi rõ chỗ của Liễu Đan Thần, đi tới ngoài cửa phòng trang điểm, phát hiện cửa phòng đóng chặt, hắn gõ cửa phòng, bên trong không người lên tiếng trả lời, đưa tai nghe, nghe được bên trong có chút động tĩnh, khẳng định có người. Trương Dương nói, cảnh sát, Liễu Tiểu Thư, tìm cô lý giải một ít tình huống. Không bao lâu Liễu Đan Thần tới đây mở cửa, thấy là hắn mày Liễu không khỏi dựng thẳng, mắt phượng trợn tròn, ra vẻ tức sùi bọt mép. Thật ra Liễu Đan Thần vốn cũng không phải là một người dễ nổi nóng, nhưng ngày hôm nay gặp chuyện không may này, ủy khuất đầy bụng, tự nhiên muốn tìm một đối tượng phát tiết, Trương đại quan nhân lúc này xuất hiện, còn giả mạo cảnh sát, lửa giận đầy ngập của Liễu Đan Thần tự nhiên nhắm ngay hắn. Trương đại quan nhân cười sán lạn, cô đừng phát hỏa với tôi không nói như vậy.
cô sẽ không mở cửa, muốn mắng tôi có phải không? Đáng tiếc cô hiện tại nói không nên lời. Liễu Đan Thần tức giận đến vung tay đem cánh cửa đóng lại, nghe được Trương Dương ở ngoài cửa nói, vậy thì, tôi đi, nếu như cô muốn đem tiếng nói chữa tốt, sau này tới Bình Hải tìm tôi. Liễu Đan Thần cuống quýt mở cửa ra, cô ấy muốn nói, đáng tiếc một chút âm thanh đều không phát được, thấy Trương Dương quả thực xoay người đi, nhanh chóng bước nhanh qua, đưa tay vỗ vỗ đầu vai của Trương Dương. Trương Dương xoay người cười tủm tỉm nhìn cô ấy, thật ra Trương Đại Quan Nhân đã sớm đoán chắc cô ấy chắc chắn mở cửa. Liễu Đan Thần chỉ phòng trang điểm, mời hắn trở lại. Trương Dương ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh hoàn cảnh một chút, một tiếng nói, miệng thật khô. Liễu Đan Thần thật sự là dở khóc dở cười, thằng nhãi này căn bản là nhắc nhở mình bưng trà rót nước cho hắn, bất quá có việc cầu người. Cô ấy đầu tiên phải ra lễ với người, Liễu Đan Thần tuy rằng không nói được, nhưng mỉm cười vẫn có thể, trên mặt tuy rằng còn nước mắt, nhưng khóe môi đã nhộn nhạo ra nụ cười dịu dàng quyến rũ. Phong tình mê người khiến cho Trương Đại Quan Nhân trong lòng cũng không nhịn được run lên. Liễu Đan Thần dù sao cũng là xuất thân từ đoàn kịch, biểu tình phong phú người thường sao có thể bằng. Cô ấy pha trà dâng hai tay cho Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói, tôi thấy cô là trong lòng tồn tại ánh ảm, từ biến cố ngày đó trên Thọ Yến Tiết Lão. Trong lòng cô từ đầu đến cuối không thể buông ra chuyện này, ngày hôm nay ngày đầu tiên lên đài, lại hát ngay tuồng Mộc Quế Anh Đại Phá Thiên Môn Trận. Cho nên trên sân khấu không tự chủ được nhớ tới chuyện ngày đó, tâm tình căng thẳng, tạo thành mất tiếng, lý luận của y học hiện đại giải thích là hệ thần kinh gây ra, gọi tắt là bệnh tâm thần. Liễu Đan Thần bị hắn chọc làm không nhịn được muốn cười, đáng tiếc không cách nào cười ra, đôi mắt đẹp có chút u oán nhìn hắn một cái, trong lòng nói tôi đều thảm đến mức này rồi, anh còn không biết xấu hổ nói giỡn. Trương Dương nói, cô đừng sợ. Liễu Đan Thần cắn cắn môi anh đào, cô ấy tìm giấy, cầm lấy bút lông. Bắt đầu viết chữ lên, cô ấy nói không ra lời, chỉ có thể đi qua phương thức này giao lưu. Với Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân kinh ngạc phát hiện Liễu Đan Thần viết chữ rất đẹp, đã thấy Liễu Đan Thần viết, tôi sống vì sân khấu. Mất tiếng với tôi mà nói rất quan trọng, mong rằng Trương Bí Thư hỗ trợ nhiều hơn. Trương Đại Quan Nhân cười nói, sợ cái gì, mất tiếng cũng không phải chuyện lớn, việc nhỏ như con thỏ. Liễu Đan Thần mặt cười mắc cỡ đỏ bừng, nói, ngài. Cô ấy không ngờ rằng mình lại có thể phát ra âm thanh. Trương Đại Quan Nhân không phải cố ý muốn đùa giỡn cô ấy, bất quá chỉ là đi qua phương thức này rời lực chú ý của Liễu Đan Thần, lực chú ý của người chỉ cần phân tán đi. Hệ thần kinh tự nhiên có thể thả lỏng. Liễu Đan Thần tuy rằng nói ra một chữ, nhưng lập tức lại phát không ra âm, cô ấy bị một chữ đột ngột của mình làm cho sợ, lập tức đã nghĩ đến, sao mình đột nhiên có thể nói. Mình không phải mất tiếng sao? Vừa nghĩ như vậy. Lập tức lại không nói ra được. Cô ấy lại viết lên giấy nói, tôi lại phát không ra âm. Trương Dương nói, cái này cũng là một loại chứng cưỡng bức, trong nội tâm cho mình ám chỉ tâm lý, thần kinh khẩn trương. Liễu Đan Thần viết, làm sao bây giờ? Trương Dương nói, cô ngồi đi. Hắn bảo Liễu Đan Thần ngồi xuống, từ bên hông rút ra túi châm, vừa rút ra một kim châm, nhưng không ngờ rằng Liễu Đan Thần thấy kim châm, mặt cười trở nên trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh, ngã ngồi xuống ghế. Trương Đại Quan Nhân thấy dáng dấp của cô ấy nhất thời rõ ràng, nhà đầu này bị ám ảnh nặng về kim tiêm. Hoặc gọi khác là chứng sợ tiêm thuốc, một loại ám ảnh tâm lý khiến cho người bệnh khi nhìn thấy kim tiêm sẽ có những phản ứng rất mãnh liệt, nhẹ thì đổ mồ hôi choáng váng và chống cự, nặng thì cơ thể tự có phản ứng đào thải và chống đối. Trương Dương nói, cô đem con mắt nhắm lại. Liễu Đan Thần liều mạng lắc đầu. Trương Dương nói, tôi thấy cô không muốn hát nữa rồi. Trương Đại Quan Nhân đe dọa quả nhiên có hiệu quả. Liễu Đan Thần nhanh chóng đem hai mắt nhắm lại. Trương Dương vận châm như gió, cấp tốc đâm một châm lên huyệt đạo của Liễu Đan Thần. Chương 1879, mất tiếng. 3. Liễu Đan Thần lông mày run liên tục, một lát sau mới nghe Trương Dương nói, được rồi. Mở mắt, thấy Trương Dương đã đem kim châm thu trở lại, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, rút khăn tay ra lau mồ hôi. Trương Dương nói, cô nói thử xem. Liễu Đan Thần hé miệng. Nhưng vô luận như thế nào cũng phát không ra âm. Trương Dương vươn ngón tay, điểm lên đầu vai cô ấy một chút, Liễu Đan Thần cảm giác chỗ bị điểm trúng vừa chua xót vừa tê, thật sự là khó có thể chịu được, cô ấy không khỏi kêu một tiếng, a. Trương Đại Quan Nhân nói, được rồi. Liễu Đan Thần nói, tôi, thật sự được rồi, nghe được mình phát ra âm thanh, cô ấy mới yên lòng.
Trương Dương gật đầu nói, bất quá cô gần đây tốt nhất vẫn là nên nghỉ dài hạn, khiến cho tâm tình của mình có thể thả lỏng. Loại sự tình này, có quan hệ rất lớn với tâm tình, nếu như áp lực công việc quá lớn, tinh thần khẩn trương, đều có thể dẫn đến tái phát. Còn nữa, cột sống của cô có bệnh, cần rút thời gian trị liệu một chút. Liễu Đan Thần nói, Trương Bí Thư, ngài lúc nào có thể rút ra thời gian? Cô ấy hiện tại đối với y thuật của Trương Dương đã tin tưởng không nghi ngờ. Trương Dương cười nói, chỉ có thể chờ tới lần sau tôi đến Kinh Thành rồi nói, sáng mai tôi sẽ trở về Tân Hải. Liễu Đan Thần nói, nhanh như vậy, trong lời nói tràn ngập mất mát, cô ấy không phải luyến tiếc Trương Dương đi, mà là bởi vì Trương Dương hiện tại đi, sẽ không có người trị lưng cho cô ấy. Trương Dương nói, nếu không, cô rút thời gian đi Tân Hải tìm tôi. Liễu Đan Thần khôi phục năng lực nói chuyện bình thường cũng có chút hài lòng, cô ấy chân thành nói, tôi mời ngài ăn, thứ nhất biểu thị cảm kích đối với ngài, thứ hai tiễn đưa ngài. Việc nhỏ, không cần mời ăn. Liễu Đan Thần nói, tôi không thích thiếu tình, Trương Bí Thư, ngài không thể từ chối. Hai người ra cửa, gặp phải Tiền Xuân Lâu đến đây xem tình huống, nghe được Liễu Đan Thần nói chuyện, Tiền Xuân Lâu cũng vui mừng, biết âm thanh của Liễu Đan Thần đã khôi phục. Trương Dương nói, Tiền Viện Trưởng, phải cho Liễu Đan Thần nghỉ ngơi, người không phải máy móc, làm liên tục như thế, thân thể đều chịu không nổi. Tiền Xuân Lâu bị sự tình hôm nay làm ra một thân mồ hôi lạnh, cười nói, lập tức cho Đan Thần nghỉ, nghỉ ngơi một thời gian đi. Liễu Đan Thần mỉm cười nói, Tiền Viện Trưởng, đây chính là ngài nói, cho tôi một tháng ngày nghỉ đi. Tiền Xuân Hàng Hiên, một tháng quá dài, còn có hơn một tháng nữa sẽ đến ngày thành lập đảng, nhiệm vụ diễn xuất của chúng ta rất nặng. Liễu Đan Thần có kè mặc cả nói, 20 ngày. Tiền Xuân Hàng Hiên, tốt lắm, thì 20 ngày, cô tranh thủ trong khoảng thời gian này, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi trở về vừa vặn đến ngày thành lập đảng, chúng ta còn phải đi Hương Giang tham gia buổi biểu diễn dành riêng cho kịch tuồng. Trương Dương đón xe tới, tuy rằng phòng tạm trú Bắc Cảng Kinh Thành có xe cho hắn dùng, nhưng hắn không muốn người khác nói nhảm, cho nên vẫn là đón xe. Liễu Đan Thần tuy rằng là ngôi sao mới nổi, thế nhưng giới kinh kịch dù sao vẫn là một người mới, cũng không mua ô tô, mua một chiếc xe gắn máy màu đỏ để thay đi bộ. Trương Dương theo cô ấy đi tới trước xe, Liễu Đan Thần nói, ngài biết ngồi xe mấy không? Trương Dương gật đầu nói, sao cũng được. Liễu Đan Thần nói, vậy ngài dẫn tôi đi đi, phía trước không xa có tiệm cơm đặc biệt được. Trương Dương khởi động xe máy, Liễu Đan Thần nghiêng người ngồi ở phía sau hắn, cánh tay nhẹ nhàng để trước lưng Trương Dương. Dựa theo chỉ dẫn của Liễu Đan Thần, bọn họ đi tới tiệm cơm, tên của tiệm cũng là Gia Tiểu. Tuy rằng là buổi tối 10 giờ, trong tiệm cơm vẫn đang đông khách, bởi vì bên trong ngồi đầy, cho nên chỉ có thể ngồi bàn tại ven đường. Liễu Đan Thần cười nói, điều kiện đơn sơ một ít, Trương Bí Thư không lấy làm phiền lòng. Trương Đại Quan Nhân nói, so sánh với khách sạn có sao, tôi tình nguyện ăn quán ven đường. Liễu Đan Thần đem thực đơn đưa cho Trương Dương. Trương Dương nói, cô gọi đi, tôi không quen. Liễu Đan Thần gọi một phần dê nướng, lại gọi vài món rau trộn, Trương Dương vừa nhìn tất cả đều là món mặn, không khỏi cười nói, tôi còn tưởng rằng ngôi sao giống như cô, 8-9 phần đều ăn đồ chay, không ngờ rằng, cô lại có thể thích ăn thịt như thế. Liễu Đan Thần cười nói, không chỉ có là thích ăn thịt, tôi còn đặc biệt thích ăn cay, món nào đều không thể thiếu ớt. Trương Dương khen, bình thường ăn cay ra còn tốt như vậy. Cô đang nói cho tôi biết mình là thiên sinh lệ chất khó có chí tiến thủ chứ. Liễu Đan Thần cười nói, sư phụ tôi năm đó đều nhắc nhở tôi, ít ăn cay, ít ăn mặn, thế nhưng tôi cũng không đổi được, đúng rồi, đã quên nói cho ngài biết, nhà tôi ở Xuyên Tây. Trương Dương gật đầu nói, khí hậu bên kia dưỡng người. Đang nói chuyện thì đồ ăn lên, Liễu Đan Thần nói, ngài uống rượu gì, tôi đi mua cho ngài, bọn họ bên này chỉ có rượu sái. Trương Dương nói, nhập gia tùy tục, rượu sái cũng được. Liễu Đan Thần kêu một chai hồng tinh, rót đầy ly trước mặt của Trương Dương, cô ta không uống, gọi một chai tuyết bích. Trương Dương nói, cô không uống. Liễu Đan Thần nói, cho tới bây giờ cũng không uống rượu, đây là quy củ sư phụ lập, làm cái nghề như chúng tôi, có xã giao là không thiếu được, thế nhưng càng là như vậy càng phải giữ ý nghĩ thanh tịnh, cho nên sư phụ lập môn quy cho chúng tôi, không được uống rượu. Trương Dương nói, sư phụ cô là vị nào? Liễu Đan Thần nói, bà ấy đã mất, cho nên tôi không tiện nhắc tới tục danh của bà ấy. Trương Dương nâng ly rượu nói, Nghiêm sư gia cao đồ, thấy thành tựu hiện tại của cô, tôi tin tưởng tôn sư nhất định là trưởng giả vị đức nghệ song hình.
Liễu Đan Thần mỉm cười nói, phải, không có bà, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Mùi vị của tiệm gia tiểu này thật không tồi, Trương đại quan nhân phát hiện ra không chỉ có cao thủ ẩn nấp trong dân gian, mà mỹ thực đa số cũng ẩn nấp trong dân gian. Một chỗ ăn cùng mỹ nữ luôn luôn khiến người ghé mắt, cổ nhân rất nhiều câu nói đều có đạo lý, hồng nhan họa thủy, ở chung cùng mỹ nữ, có đôi khi phải đối mặt với mạo hiểm nhất định. Trương đại quan nhân đã không chỉ một lần đối diện trường hợp như vậy, hắn và Liễu Đan Thần nói chuyện, có không ít ánh mắt liên tục nhìn về bên này. Đương nhiên không phải nhìn Trương đại quan nhân tự nhận là Ngọc Thụ Lâm Phong cao to uy mãnh, hầu như tất cả ánh mắt đều chuyên chú tại trên người của Liễu Đan Thần, mặc dù có người thấy Trương Dương, cũng chỉ là liếc mắt. Mỹ nữ làm cho cảnh đẹp ý vui, thế nhưng người bên cạnh của Mỹ nữ lại nhận ghen ghét của người, trên thế giới này có đủ loại người cả, biểu hiện của ba gã đàn ông ngồi gần bàn của Trương Dương càng thêm không kiêng nể gì cả. Bọn họ lúc đầu còn trộm nhìn Liễu Đan Thần, nhưng sau vài ly rượu, ánh mắt trở nên không kiêng nể gì. Liễu Đan Thần hẳn là đã quen loại ánh mắt này, cô ấy căn bản là làm như không thấy đối với những người này, cái này cũng là phương pháp ứng đối tốt nhất. Trương đại quan nhân lúc đầu cũng làm như không thấy đối với những ánh mắt này, nhưng sau một lát, nghe được một người nói, các người nói cái này là con mẹ nó cái thế đạo gì, cải trắng sao lại để cho heo dùng. Trương đại quan nhân biết trong tiệm này không có món nào là cải trắng, cũng không có heo, người ta là mượn những lời này mắng mình, người trong lòng bất bình về cái thế đạo này thật sự là nhiều lắm. Liễu Đan Thần nói, sao ngài cứ thất thần thế? Tôi mời ngài ăn, ngài đây là không tôn trọng tôi. Cô ấy nhìn ra Trương Dương muốn phát hỏa. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn cô ấy, được, tôi nhìn cô là được rồi chứ. Liễu Đan Thần nói, thật ra, chuyện không hài lòng trên thế giới này rất nhiều. Nếu như mỗi sự kiện ngài đều đi tính toán, khẳng định sẽ mệt chết. Trương Dương nói, cũng phải. Liễu Đan Thần lại rót rượu cho hắn, nhẹ giọng nói, cụng ly, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Trương Dương nâng ly rượu uống một ngụm, mỉm cười nói, thật ra đi ra uống rượu cùng mỹ nữ, là một chức nghiệp mạo hiểm, cho dù trong lòng tôi có quang minh lỗi lạc, cũng nhịn không được người khác hâm mộ ghét hận. Chương 1880, mất tiếng. 4. Liễu Đan Thần cười nói, đừng nói bậy, tôi tính là mỹ nữ cái gì, em gái dưỡng dưỡng của ngài mới là đẹp thật. Trương Dương cười cười. Một người bên kia lại mắng, má nó, lão thiên gia đúng là đuôi mù, thứ tốt đều cho chó ăn cả. Liễu Đan Thần nghe nói như thế, mặt cũng đỏ lên, người này nói quá khó chịu. Trương đại quan nhân nghe đến đó, sao còn kiềm chế được? Xem ra tố chất toàn dân đều đợi đề cao, thấy hắn đứng dậy. Liễu Đan Thần nhanh chóng đứng lên, tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Trương Dương phất phất tay nói, ông chủ, tính tiền. Ông chủ đã đi tới. Ba người bên cạnh cực kỳ khinh miệt nhìn Trương Dương. Có người phun một ngụm nước bọt lên mặt đất, ghen ghét, trần trụi ghen ghét. Trương đại quan nhân cũng không có lập tức phát tác. Liễu Đan Thần vốn định giành tính tiền, Trương Dương ngăn cản cô ấy, hướng ông chủ nói, ông chủ, bao nhiêu tiền, tính luôn cho bàn của ba anh bạn bên kia luôn. Liễu Đan Thần có chút không giải thích được nhìn Trương Dương, không rõ ràng vì sao người ta mắng hắn, mà hắn còn giúp tính tiền cho những người đó. Ba người đó nghe nói Trương Dương muốn tính tiền cho mình, một người bên trong mắng, ai con mẹ nó thèm, lão tử có tiền. Trương Dương mỉm cười gật đầu, rút 500 đồng tiền mặt đưa cho ông chủ, sau đó cùng Liễu Đan Thần rời đi, đường hắn lựa chọn là đi qua bên cạnh ba người kia, Liễu Đan Thần không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, phương tâm thấp thỏm bất an. Trương đại quan nhân dùng truyền âm nhập mật hướng Liễu Đan Thần nói, đi phía trước chờ tôi. Vừa dứt lời, hắn đã túm lấy đầu của một trong ba, hung hăng đè xuống mặt bàn. Một người còn chưa có đứng dậy, Trương Dương đã chụp lấy chai rượu trên bàn, beng. Một tiếng đập vào đầu hắn, người còn lại nắm ghế lên, mẹ nó. Nói còn chưa dứt lời, một quyền của Trương đại quan nhân đã nện lên mặt của hắn. Đánh cho thằng nhãi này mặt mày nở hoa, đặt mông ngồi trên mặt đất. Chưa đến nửa phút, Trương đại quan nhân đã đem ba tên nói năng lỗ mãng đánh ngã xuống đất. Nhìn ba người ngã xuống đất rên rỉ, Trương Dương lắc đầu, thở dài nói, trên đời này sao nhiều người bị coi thường như vậy. Liễu Đan Thần từ việc vừa rồi Trương Dương bảo cô ấy đi trước thì sớm có dự liệu, hiện tại quả nhiên nghiệm chứng. Trương Dương giúp đỡ trả tiền là có mục đích, hiện tại ba tên này bị hắn đánh cho kêu rên, sợ rằng ngay cả năng lực trả tiền cũng không có. Liễu Đan Thần lái xe máy đi tới bên cạnh Trương Dương ngồi ở phía sau, cười nói, đi nhanh lên, như thế này cảnh sát sẽ tới.
Liễu Đan Thần cũng không nhịn được cười nói, cái tính này của ngài thật sự không tốt. Trương Đại Quan Nhân nói, trách tôi sao? Chuyện tôi không làm qua bọn họ dựa vào cái gì nói lung tung. Liễu Đan Thần nghe thế nào cũng đều không được tự nhiên, cái gì gọi là chuyện không làm qua. Da mặt của thằng nhãi này hình như có chút dày. Trương Đại Quan Nhân cũng không cho rằng mặt mình da dày, hắn cho rằng đây là một loại biểu hiện của tố chất tâm lý. Đi đường dài với Kiều Lão cũng không phải lần đầu tiên, Trương Dương thuận tiện kiểm tra thân thể cho Kiều Lão, tình trạng thân thể của Kiều Lão rất tốt, tâm tình tựa như cũng tốt, thoạt nhìn cũng không có bị tin đồn gần đây ảnh hưởng. Thế nhưng Trương Dương cảm giác được cái này chỉ là mặt ngoài, tâm tình của Kiều Lão khẳng định không vui vẻ giống thoạt nhìn, hơn nữa tin đồn nhất định tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nếu không lần này ông sẽ không đi đến Tân Hải một chuyến. Kiều Bằng Phi tâm tình không tốt, hắn không có cái loại cảnh giới của ông nội, tin tức Kiều Mộng Viện không phải là con gái ruột của bác gần đây làm phức tạp hắn, cái này không chỉ là chuyện của bác, cũng quan hệ đến danh dự của Kiều gia, Kiều Bằng Phi vài lần đều muốn hỏi ông nội chân tướng chuyện này. Thế nhưng thấy thần tình trấn định bình thản chịu đựng gian khổ của ông nội, hắn lại bỏ đi ý niệm trong đầu. Bọn họ lái hai chiếc xe đi ra, Kiều Bằng Phi lái xe Jeep của mình, Trương Dương cùng Kiều Lão ngồi ở trong xe thương vụ của hắn. Buổi trưa tại trạm nghỉ ngơi Lỗ Nam, Trương Dương và Kiều Bằng Phi đi ra ngoài, Kiều Bằng Phi nói, lần này tôi sẽ không đi Tân Hải, ông nội cũng không cho tôi đi theo, cậu giúp tôi chiếu cố lão nhân ra. Trương Dương cười nói, không thành vấn đề. Với tôi anh còn không tin được sao? Kiều Bằng Phi nói, không phải không tin cậu, mà là gần đây xảy ra nhiều chuyện, khiến cho lòng tôi rất phiền. Trương Dương nói, Kiều Lão không có việc gì. Kiều Bằng Phi nói, ông nội gặp phải bất luận chuyện gì đều là phong ba không sợ hãi, ông sẽ không đem suy nghĩ trong trái tim nói cho chúng ta biết, người có tuổi, nhất sợ cũng là kích thích. Trương Dương nói, Bằng Phi, anh có phải là lo lắng lời đồn này? Kiều Bằng Phi tại trước mặt Trương Dương cũng không có giấu giếm, hắn gật đầu nói, không biết là ai bịa đặt, chửi bới danh dự của Kiều gia chúng tôi, nếu như để cho tôi tìm được người này, tôi nhất định không tha cho hắn. Trương Dương nói, thanh giả tự thanh, những tin đồn này, hà tất gì phải đi tính toán. Nếu như anh thật sự tính toán, cuối cùng chỉ có thể phá hủy tâm tình của mình. Kiều Bằng Phi nói, Trương Dương, cậu đối với chuyện này thấy thế nào? Trương Dương nói, không tin. Mộng Viện là bạn bè vĩnh viễn của tôi, anh cũng vậy. Kiều Bằng Phi nói, bắt đầu từ chuyện của Bằng Cử Ca, cũng là một âm mưu, có người đang gây chuyện với Kiều gia chúng tôi, không chỉ là âm mưu. Trương Dương nói, có câu nói cũng đúng, hắn cường mặc hắn cường gió mát vẫn thổi qua núi, hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng vẫn chiếu lên sông, lời đồn đãi càng nhiều, càng phải giữ tâm tính bình tĩnh, tôi hiện tại mới phát hiện ra một đạo lý, trên đời này chuyện gì cũng không thể nghiêm túc, nếu như nghiêm túc. Thì anh sai rồi. Kiều Bằng Phi cười nói, không phải nói, trên đời này sợ nhất là hai chữ nghiêm túc sao? Trương Dương nói, nghiêm túc cũng phải tìm đúng mục tiêu, không biết mục tiêu là ai, anh phân cao thấp với ai? Cũng không thể phân cao thấp cùng toàn bộ thế giới. Kiều Bằng Phi nói, cậu mới phân cao thấp cùng toàn bộ thế giới đấy. Hắn nhìn phương hướng xe của thương vụ, thấy ông nội từ trong xe đi ra, cùng đi nhìn một chút. Kiều Lão thấy hai người bọn họ dưới tàng cây nói chuyện phiếm, cũng cười cười, đi tới bọn họ. Hai người đứng dậy đi qua đón, Kiều Lão nói, ngồi đi. Kiều Bằng Phi nói, ông nội, ông có mệt hay không? Kiều Lão lắc đầu nói, không mệt, lâu như vậy không đi ra, vừa ra cảm giác rất mới mẻ. Kiều Bằng Phi nói, ông nội, chờ ông đi Tân Hải chơi vài ngày, con đi qua tiếp ông, cùng ngài đi Giang Thành bên kia. Kiều Lão nói, con đó. Vừa rồi đi Xuân Dương tiền nhiệm vẫn là thành thật đem công tác làm tốt, chuyện của ông không cần con quản, Trương Dương phụ trách chiêu đãi ông, Mộng Viện cũng ở bên kia. Nói đến đây, Kiều Lão dừng lại một chút, nhìn bọn họ nói, hai đứa không đem tin tức ông tới Bình Hải nói cho Mộng Viện chứ. Trương Dương nói, ngài đã đặc biệt dặn dò, cho tôi thêm một lá gan tôi cũng không dám nói. Kiều Lão cười nói, tôi đáng sợ như thế. Kiều Bằng Phi nói, không phải đáng sợ, là đại tràng cường đại. Bọn con tôn thờ ông. Kiều Lão nở nụ cười ha ha, tên nhóc này, cũng học miệng lưỡi trơn tru của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cái này oan uổng, Kiều Lão, lời này của ngài là không công bằng, hắn miệng lưỡi trơn tru không liên quan đến tôi, là bản thân thiên phú hắn cho phép, tôi cái này gọi là mồm miệng thông minh, cái loại miệng lưỡi trơn tru của hắn là khác nhau. Kiều Bằng Phi nói, Trương Dương ơi Trương Dương, uổng công chúng ta là huynh đệ, thời khắc mấu chốt, cậu bán đứng tôi. Kiều Lão thấy bọn họ đấu võ mồm,
lộ ra nụ cười hiểu ý, mấy người trẻ tuổi này khiến cho ông nhớ tới mình lúc trẻ, ông cũng có trải qua cái thời kỳ tinh thần phấn chấn bồng bột thanh xuân sục sôi, nhưng hôm nay, trong bất chi bất giác, ông đã đi tới hoàng hôn của nhân sinh. Kiều lão nói, trên đời này chân quý nhất cũng là tình bạn, mấy đứa đi càng lâu trên con đường này, sẽ phát hiện tình bạn càng ngày càng đáng quý. Trương Dương nói, lão nhân gia yên tâm, sau này chúng tôi sẽ trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau phát triển, cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy. Kiều lão nghe được hai câu nói cuối cùng của hắn không khỏi lại nở nụ cười, cậu đó, mới đầu còn đàng hoàng, nhưng càng nói càng kỳ cục. Huyền. Chương 1881, cảm giác sứ mệnh 1. Kiều Bằng Phi lái xe rời đi tại lối ra Giang Thành, Kiều lão chỉ phất phất tay với hắn, cũng không làm nhiều cáo biệt, nên dặn dò đã sớm dặn dò qua, con cháu đều đã lớn rồi, đủ lông đủ cánh bay cao, Kiều lão cũng rõ ràng, con đường sau này phải do chính bọn nhỏ tự đi, ông già rồi, không xê một o khả năng mỗi một việc đều phải lo lắng, an bài cho con đường tương lai của bọn nhỏ. Trương Dương nhìn xe jeep đi xa, hướng Kiều lão nói, Bằng Phi tương lai khẳng định tiền đồ rộng lớn. Kiều lão có hứng thú nói, vì sao nói như vậy? Trương Dương nói, một người thành đại sự, đầu tiên phải có cảm giác sứ mệnh, Bằng Phi có cảm giác sứ mệnh rất mạnh. Kiều lão cười lắc đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, ông rõ ràng cảm giác sứ mệnh theo như lời của Trương Dương là có ý gì, ông cũng lý giải cháu trai của mình, khoảng thời gian gần đây, Kiều gia liên tiếp tao ngộ phiền phức. Tuy rằng không đến mức lay động căn cơ của Kiều gia, thế nhưng danh vọng của Kiều gia đã không bằng trước, Kiều Bằng Phi quyết định tiến vào con đường làm quan, chính là dưới loại tiền đề này, hắn thấy được địa vị chính trị của Kiều gia không ngừng giảm xuống, hắn muốn trọng trấn huy hoàng của gia tộc. Kiều lão rất vui mừng trong tử tôn của mình có thể có người như vậy, vô luận Kiều Bằng Phi có thể đi tới bước nào, quan trọng nhất là hắn có tâm tiến tới, loại tâm tiến tới này cũng là cái Trương Dương gọi là cảm giác sứ mệnh. Hắn muốn giữ gìn vinh dự của gia tộc, hắn rốt cục hiểu được phân lượng của hai chữ trách nhiệm này. Kiều lão nói, có câu cách ngôn, không ai giàu ba đời, trên kéo dài chính trị càng hiếm thấy. Thời đại hiện nay là một thời đại dân chủ, trừ phi cậu có thực lực, bằng không vô luận cậu có bối cảnh và tài nguyên thế nào, cậu đều không có khả năng đi một đường bằng phẳng trên chính trị. Trương Dương nói, ngài nói là nhằm vào người muốn làm đại sự chân chính, đối với người muốn ở trong quan trường kiếm chén cơm ăn. Đừng nói làm đại sự, một người đắc đạo cũng không nhiều. Kiều lão mỉm cười nói, cải cách cũng không đơn giản là mặt kinh tế, cũng bao quát chính trị thể chế, bất luận biến cách gì cũng không chỉ làm một lần là xong, cái này cần nỗ lực và hoàn thiện một đời lại một đời người. Có chuyện cậu không cách nào phủ nhận, sinh hoạt của chúng ta đang trở nên càng ngày càng tốt, pháp luật của chúng ta đang từng bước hoàn thiện, người tuổi trẻ, lúc nhìn thế giới phải có nhiều ánh mặt trời. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi vẫn đều là ánh mặt trời sáng lạn. Kiều lão hài hước đáp lại nói, tôi cũng cho rằng như vậy. Hai người đồng thời nở nụ cười. Kiều Mộng Viện cũng thật không ngờ ông nội sẽ đột nhiên đi tới Tân Hải, khi ông nội xuất hiện tại trước mặt cô ấy, cái mũi của Kiều Mộng Viện không khỏi có chút cay lên. Nụ cười của Kiều lão dày rộng mà hiền lành, vô luận ông nghe được cái gì, xảy ra cái gì, tình cảm của ông đối với cháu gái chẳng bao giờ có chút thay đổi nào. Ông mỉm cười đứng ở nơi đó, dường như chẳng bao giờ rời đi, thời gian không phải cự ly. Không gian không phải cự ly, tuyệt đối không tách rời thân tình giữa bọn họ, cho dù không có phần quan hệ huyết mạch tương liên, thế nhưng thân tình vẫn còn, ông tin tưởng trong lòng cháu gái cũng là như vậy. Kiều Mộng Viện kêu một tiếng ông nội, tiến lên nhào vào trong lòng Kiều lão nhẹ nhàng vuốt đầu vai cô ấy, ôn nhu nói, ngoan, nhìn thấy con ông an tâm. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu nói này. Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu đồn ngàn dặm. Lời đồn đãi về thân thế của Kiều Mộng Viện đã truyền bá rộng rãi từ lâu, Kiều Mộng Viện cũng có nghe thấy, cô ấy không biết chuyện này rốt cục là truyền ra thế nào, bất quá cô ấy cũng không có ý niệm đi tìm nguyên căn trong đầu, Kiều Mộng Viện cho rằng, chuyện này sẽ làm cô ấy và Kiều gia càng chạy càng xa, ít nhất cô ấy không biết sau này nên đối mặt người Kiều gia như thế nào. Kiều lão đến làm cô ấy thật không ngờ, khi cô ấy nhìn đến nụ cười ấm áp hiền lành của ông nội, tất cả do dự và sợ hãi trong lòng nhất thời đều bình thường trở lại. Cô ấy biết, ông nội không bởi vì sự kiện này mà xa lánh mình, buông tha mình. Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm đứng ở phía sau của bọn họ cách đó không xa, trong lòng nóng rực, hắn là một người rất dễ bị thân tình làm cảm động. Trương Đại Quan Nhân lặng lẽ bỏ đi, hắn không muốn quấy rối hai ông cháu nói chuyện. Trở lại phòng làm việc của mình, Phó Trường Trinh tiến đến rất nhanh. Trương Dương cười nói, cậu tới thật ra đúng lúc. Phó Trường Trinh nói, chức trách của tôi cũng là phục vụ lãnh đạo.
Trương Dương nói, tôi chưa từng nói với cậu, sao cậu biết tôi đã trở về? Phó Trường Trinh cười nói, tâm linh cảm ứng. Trương Đại Quan Nhân nói, đắc, nghe xến quá, Trường Trinh à, thời gian gần đây thành phố thế nào? Phó Trường Trinh nói, không có chuyện gì quan trọng, các hãng công tác đều thuận lợi đẩy mạnh trong kế hoạch, đúng rồi có một đoàn đại biểu kinh mậu nước Mỹ liên hệ với thành phố, nói ngày kia muốn đến đây khảo sát, chỉ tên nói họ muốn Trương Bí Thư tự mình tiếp đãi. Trương Dương lập tức đoán được là Sarah xuất lĩnh đoàn đại biểu kinh mậu của New York, hắn cười nói, là bạn cũ của tôi ở kinh thành gặp Tát Đức Môn Thác, hắn nghe nói tôi làm bí thư thị ủy tại Tân Hải, cho nên giới thiệu đoàn kinh mậu cho tôi, lúc đầu đoàn kinh mậu đi Nam Tích, Lam Sơn khảo sát, nếu muốn đến đây, chúng ta làm tốt công tác tiếp đãi cũng phải. Phó Trường Trinh nói, tôi có phương thức liên của bọn họ hệ, quay đầu lại tôi đem chuyện này định xuống. Trương Dương gật đầu. Phó Trường Trinh lại nói, còn có một việc, tổ công tác ủy ban kỷ luật tỉnh gần đây muốn tới, nói là điều tra một vài sự tình. Trương Dương nhíu nhíu mày nói, bọn họ không phải điều tra xong rồi sao? Sao lại muốn điều tra? Phó Trường Trinh nói, chỉ là ra một thông báo, cụ thể tới làm gì, tôi cũng không rõ ràng lắm. Trương Dương nói, đám người này tới là không có chuyện tốt. Điện thoại của Trương Dương vang lên, hắn cầm lấy điện thoại. Điện thoại là bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành gọi tới, ông ta hỏi Trương Dương có quay về hay chưa, biết Trương Dương đã trở lại Tân Hải, Hạng Thành nói, Trương Dương, buổi sáng ngày mai cậu tới thành phố họp, tôi có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Trương Dương lên tiếng, lần này trở về, thái độ của Hạng Thành đối với mình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, xem ra chuyện Tiết lão qua đời đã kích ông ta không nhỏ. Trương Dương thấy thời gian còn sớm, bảo Phó Trường Trinh đi thông báo mấy người thường ủy thị ủy họp. Buổi chiều 4 giờ, mấy vị thường ủy của Tân Hải đều đi tới phòng họp, Trương Dương mỉm cười nói, ngày hôm nay triệu tập mọi người đến đây, cũng là muốn nói một tiếng cùng mọi người, tôi đã trở về. Thường vụ phó thị trưởng Đồng Ngọc Vũ cười nói, Trương Bí Thư, gần đây chúng tôi đều đang chờ ngài trở về, sự nghiệp cải cách của Tân Hải cần ngài đi đầu. Từ khi Trương Dương tạo địa vị lãnh đạo tuyệt đối tại Tân Hải, nịnh hót và thổi phồng của Đồng Ngọc Vũ đối với hắn cũng trở nên không che giấu. Chương 1882, Cảm giác sứ mệnh 2. Trương Dương cười cười nói, ngày hôm nay không phải hội nghị chính thức, cũng là tâm sự với mọi người. Thị trưởng Hứa Song Kỳ nói, Trương Bí Thư, ngài đi kinh thành mang về chỉ thị gì sao? Một bên Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thị ủy Vương Quân Cường cũng phụ họa nói, Trương Bí Thư, ngài giải thích chính sách mới nhất cho mọi người một chút. Trương Dương nói, nào có chính sách mới nhất cái gì? Các người cho rằng chính sách cải cách quan trọng của đảng thay đổi phương châm bất thường sao? Mọi người làm tốt công tác, chính sách của đảng vẫn ổn định trước sau như một. Hội nghị họp rất ngắn, thật ra Trương Dương cũng là lợi dụng cái này đối mặt với tất cả thường ủy. Trên cuộc họp thường ủy Cục trưởng Công an Trình Diễm Đông từ đầu tới đuôi cũng không có lên tiếng, sau khi hội nghị Trương Dương đặc biệt cho Trình Diễm Đông giữ lại. Có chút hiếu kỳ nói, Diễm Đông, hôm nay sao cậu không nói lời nào hả? Trình Diễm Đông nói, tôi hiện tại là thân mang tội, không tiện nói, hơn nói nhiều tất nói bậy, tôi ít nói tốt hơn. Trương Dương cười nói, trời, còn nhiều lời vô ích như vậy. Trình Diễm Đông nói, tôi muốn nói với ngài chuyện của Đồng Chính Dương. Trương Dương nói, vụ án của ông ta không phải đã kết rồi sao? Trình Diễm Đông nói, hiện tại người đứng đầu trong tỉnh đem vụ án lật lại, Lương Tu Vũ cũng bị bọn họ mang đi. Trương Dương nói, làm sao vậy? Cậu hình như có chút có không cam lòng. Trình Diễm Đông nói, chúng tôi tuy rằng thoát quan hệ, nhưng chuyện này tôi cuối cùng vẫn nghĩ là có chút kỳ hoặc. Có cái gì kỳ hoặc, Lương Tu Vũ không phải đã thừa nhận đánh Đồng Chính Dương sao? Trình Diễm Đông nói, gần đây cấp trên gây khó dễ với chúng tôi rất lợi hại, tổ công tác tỉnh cũng không có rời đi. Trương Dương nhíu nhíu mày, cậu nói cái gì? Văn Hạo Nam còn đang ở Bắc Cảng. Trình Diễm Đông nói, hắn không ở. Thế nhưng tôi biết tỉnh còn có một tổ công tác ở tại chỗ này, vẫn đang tiếp tục điều tra chuyện của Đinh Thị huynh đệ. Trương Dương cả giận nói, bọn họ làm như thế căn bản là không tín nhiệm chúng ta. Trình Diễm Đông nói, tôi nghĩ câu thông của chúng ta và cấp trên tồn tại vấn đề, có phải là tìm một cơ hội nói chuyện với Vinh sở trưởng hay không? Trương Dương nói, cậu muốn tôi đi. Trình Diễm Đông nói, giữa các người giao lưu càng tiện hơn một ít. Trương Dương cười cười nói, được. Chờ tôi bận xong hai ngày nay, bớt thời giờ tìm hắn liên hệ một chút. Hắn vỗ vỗ vai của Trình Diễm Đông nói, Diễm Đông, chuyện quá khứ đã qua đi, đừng để trong lòng, chúng ta dù sao cũng phải đi phía trước,
có việc không sợ, phạm sai lầm cũng không sợ, ai cho chúng ta trẻ tuổi, có thời gian để sửa đổi. Trình Diễm Đông cười nói, Trương Bí Thư, tôi đối với ngài là tâm phục khẩu phục, vô luận thế nào ngài đều có đạo lý, cho dù là tâm tình tôi không được, nói với ngài, trong lòng nhất thời rộng mở. Trương Dương nói, tôi cũng không vĩ đại như vậy, bất quá, tôi thường xuyên nghĩ như vậy, cả đời người bất quá chỉ trăm năm ngắn ngủi, có cái gì đáng sợ? Chết đáng sợ nhất, có thể tưởng tượng, chết đơn giản là vấn đề sớm muộn, chân chính nghĩ thấu triệt, trên đời này còn có cái gì phải sợ, còn có cái khó khăn gì không qua được. Trình Diễm Đông nói, tôi hiện tại cuối cùng cũng rõ ràng, vì sao ngài có thể làm bí thư thị ủy, vì sao ngài có thể lãnh đạo tôi, bởi vì ngài thấy nhân sinh, nhìn vấn đề thấu triệt hơn so với tôi. Trương Dương cười nói, lời này của tôi không phải châm chọc tôi sao? Trình Diễm Đông nói, thật sự, Trương Bí Thư, ngài thoạt nhìn không giống như là một trí giả, thế nhưng, ngài quả thật là một trí giả, một triết học gia, một tư tưởng gia. Trương Đại Quan Nhân làm một thế tạm dừng, được, cậu nhanh chóng dừng lại, lấy nước cho tôi đi, nếu không tôi khẳng định hôn mê. Hai người cười nói sóng vai đi ra phòng họp, trong hành lang gặp Thường Hải Tâm. Trương Dương cười nói, Hải Tâm, gấp như vậy đi chỗ nào hả? Thường Hải Tâm cười nhìn hắn một cái nói, chào Trương Bí Thư, chào Cục trưởng Trình. Trình Diễm Đông cười nói, các người trò chuyện, tôi còn phải nhanh chóng quay về trong cục bàn chuyện quan trọng. Trương Dương nói, chuyện gì quan trọng vậy hả? Trình Diễm Đông oán giận nói, lúc đầu có cho trong cục mấy vị chủ yếu lãnh đạo họp, ngài bên này mở họp, bên kia tôi cũng không phải ngâm nước nóng sao. Trương Dương cười nói, à, làm nửa ngày là tôi làm lỡ chuyện quan trọng của cậu. Trình Diễm Đông cười nói, không thể nói như vậy, chuyện của tôi có quan trọng cũng không quan trọng như lãnh đạo họp. Trương Dương kêu há nhắn, đi tới góc, thấp giọng đem tin tức Kiều Lão tới Tân Hải nói cho hắn. Trương Dương đã an bài Kiều Lão vào ở tại biệt thự Hải Dương Hoa Viên, tuy rằng Kiều Lão có bảo vệ đi theo, vì để ổn thỏa, Trương Dương vẫn dặn dò Trình Diễm Đông riêng xuất động cảnh lực làm tốt bảo vệ an toàn, đương nhiên là có một điều muốn đặc biệt chú ý, nhất định phải mặc thường phục, không nên để Kiều Lão phát giác, hơn nữa chuyện này phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Trình Diễm Đông đi rồi, ánh mắt của Trương Dương và Thường Hải Tâm tiếp xúc nhau, nhất thời trở nên ám muội lên, Thường Hải Tâm nhỏ giọng nói em còn tưởng rằng anh không trở lại. Một câu nói đem tưởng niệm và oán giận đối với Trương Dương tất cả đều biểu đạt ra. Trương Dương cười nói, đi phòng làm việc của anh nói. Thường Hải Tâm nói, không đi, em còn có việc. Trương Dương nói, chuyện gì quan trọng hơn so với lãnh đạo tìm em? Hắn đều là sống học sống dùng. Thường Hải Tâm không nhịn được nở nụ, anh hai và Tiết Hiến buổi tối ngày hôm nay đến đây, nói có chuyện quan trọng thương lượng với em. Trương Dương nói, Hải Long muốn tới à? Thường Hải Tâm nói, có cần cùng đi tiếp đãi một chút hay không? Trương Dương nói, tốt, anh trở về thay quần áo. Thường Hải Tâm nói, anh thật nhiều chuyện, như đàn bà ấy. Trương Đại Quan Nhân nở nụ cười, vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn giống như đàn bà, mình là đàn ông tinh khiết nếu giả bao đổi. Thường Hải Tâm cùng hắn trở lại phòng làm việc, Trương Dương nói, hôm nay từ kinh thành một đường gấp trở về, phong trần mệt mỏi, buổi tối đi gặp anh dâu, anh phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Thường Hải Tâm nói, ai là anh dâu của anh? Trương Dương đi vào bên trong thay một bộ vận động hưu nhàn, Thường Hải Tâm ở bên ngoài chờ hắn, không bao lâu thấy Trương Dương thay quần áo đi ra, còn cầm một cái quần dài đi ra, thì ra là hắn bất thời giờ ở kinh thành mua cho cô ấy, thử xem sao. Thường Hải Tâm mặt cười ửng đỏ, xấu hổ nói, anh mua thứ này làm gì? Trương Dương nói, anh đối với chọn quần áo là một người thường, bất quá lúc đó cảm giác đặc biệt thích hợp với em thử xem sao. Thường Hải Tâm sợ hãi nói, ở chỗ này hả? Trương Dương nói, sợ cái gì? Chỗ của anh không ai dám tùy tiện vào. Thường Hải Tâm cắn cắn môi anh đào, đi tới phòng xếp của Trương Dương, muốn đóng cửa phòng, Trương Dương nói, nhân phẩm của anh em còn không tin được sao? Đương nhiên không tin được. Thường Hải Tâm nhanh chóng thay đổi quần dài màu xanh nhạt kia, mở cửa phòng, xoay một vòng trước mắt Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm nói thật là đẹp mắt, em mặc cái gì cũng đẹp. Chương 1883, cảm giác sứ mệnh 3. Tuy rằng không phải tất cả phụ nữ đều coi trọng vật chất, thế nhưng đa số phụ nữ đều dễ bị vật chất đả động, bởi vì các nàng từ chi tiết nhỏ bé này thấy được quan ái, Thường Hải Tâm chủ động ôm cái cổ Trương Dương, em còn tưởng rằng, anh đều quên em rồi. Sao có thể, tay của Trương Đại Quan Nhân ôm eo nhỏ của Thường Hải Tâm, đem cô ấy đặt ở trên tường,
mặt khác một tay vén quần dài của cô ấy, thân thể đè ép tại chỗ đã ẩm ướt của Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm đã nhận ra ý đồ của hắn, đỏ mặt nói, không nên ở chỗ này. Lời của nàng cũng không nói hết, thì cảm giác được một thứ nóng rực thâm nhập trong cơ thể, vì vậy cô ấy chăm chú ôm chặt Trương Dương, nhắm đôi mắt đẹp lại, bám vào bên tai Trương Dương hô hấp trở nên gấp gáp theo động tác của hắn, em muốn anh. Trương Dương đêm đó cũng không có ăn cùng Kiều Lão cần một không gian, ông muốn cùng cháu gái nói chuyện. Lúc Thường Hải Tâm đi ra bí thư thị ủy phòng làm việc, đã đổi trở về quần áo của cô ấy, cái quần mới mà Trương Dương mới mua cho cô ấy cần phải giặt sạch một lần. Trở lại bên trong xe Audi, đợi một hồi, mới nhìn thấy Trương Đại Quan nhân áo mũ chỉnh tề, lửng thững đi ra, đi tới bên trong xe Thường Hải Tâm, Trương Đại Quan nhân cảm thấy mỹ mãn cười cười. Thường Hải Tâm nói, Lưu Manh, mới vừa về đã nghĩ đến chuyện này. Trương Đại Quan nhân cười nói, còn chưa có đã ghiền, đêm nay hai ta có phải nên tăng ca không? Thường Hải Tâm nói, chịu không nổi anh tìm người khác đi. Trương Dương cười nói cái gì, em cho anh là người tùy tiện như vậy sao? Thường Hải Tâm nói, anh tùy tiện lên thì không phải người. Nói xong chính cô ta cũng không nhịn được nở nụ cười. Thường Hải Long và Tiết Hiến cùng nhau đến đây, là vì thăm anh và em gái, đương nhiên hai người thuận tiện cũng thông báo bọn họ một việc, cũng là hai người quyết định kết hôn vào ngày thành lập đảng năm nay. Thường Hải Thiên có chút vô cùng kinh ngạc nói, nhanh như vậy sao? Không phải nói đem hôn lễ rời lại nguyên đán sao? Thường Hải Long cười nói, bọn anh đã thương lượng một chút, vẫn là ngày thành lập đảng tốt hơn. Trương Đại Quan nhân mí mắt chớp chớp, bỗng nhiên nhếch miệng cười lên. Thường Hải Long nói, cậu cười cái gì? Trương Dương nói, tôi vì sao không có thể nở nụ cười? Thường Hải Long nói, luôn cảm thấy cậu cười không có ý tốt. Trương Đại Quan nhân nói, Hải Long, Tiết Hiến, hai người các ngươi có phải là phụng tử thành hôn? Một câu nói làm Tiết Hiến vẻ mặt đỏ bừng, quả nhiên khiến cho Trương Dương nói chúng, Tiết Hiến mang thai, đợi không được đến nguyên đán, thật sự muốn chờ đến lúc đó, sợ rằng bụng đã lớn. Thường Hải Long lúng túng nói, Trương Dương ơi Trương Dương, cậu đúng là cái miệng thối. Thường Hải Tâm cười hì hì, kéo tay của Tiết Hiến nói, thật sao? Tiết Hiến lắc đầu, thế nhưng biểu tình ngượng ngùng cũng đã giấu không được chân tướng chuyện này. Thường Hải Thiên giải vây thay hai người bọn họ nói, loại chuyện kết hôn này, nhanh chóng trở lại nói một tiếng cùng gia trưởng hai bên, còn có một tháng, hiện tại nên chuẩn bị. Trương Dương cười nói, chúc mừng, đến lúc đó tôi sẽ làm bao lì xì lớn cho các người. Thường Hải Long nói, không cần tiền lì xì của cậu, nhà mới của chúng tôi lắp đặt thiết bị là phong cách Trung Quốc, cậu giúp tôi viết vài bức tranh chữ là được. Trương Dương nói, được, anh muốn cái gì tôi làm cái đó. Anh dâu kết hôn, đáp ứng đương nhiên thống khoái. Thường Hải Tâm cười nói, lập tức lại có rượu mừng uống. Thường Hải Thiên nói, Hải Tâm, mắt thấy trong nhà chỉ còn lại một mình em cũng phải tranh thủ. Thường Hải Tâm nói, em anh, là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, các người đều kết hôn, cha mẹ ai chiếu cố. Thường Hải Long cười nói cái gì, bọn anh kết hôn sẽ không quản cha mẹ sao, em đừng đem bọn anh ra làm bia đỡ, Trương Dương, cậu là lãnh đạo cấp trên. Cũng có thể quan tâm vấn đề cá nhân của thuộc hạ một chút, gặp phải người thích hợp thì giới thiệu cho Hải Tâm một người. Thường Hải Tâm liếc nhìn Trương Dương. Trương Đại Quan nhân cố làm ra vẻ trong lòng nói tôi cũng là em rể tiện nghi của anh đấy, anh bảo tôi giới thiệu đối tượng cho Hải Tâm, quá khó rồi. Thường Hải Tâm nói, Trương Bí Thư chính sự nhi đều bận không xong, làm sao lo lắng loại việc nhỏ này, các người cũng đừng bận tâm, đừng lo lắng em gái các người không gả đi được. Thường Hải Thiên nói, không lo lắng như thế, chỉ lo lắng ánh mắt của em rất cao. Trương Dương lúc này nhận được điện thoại của Kiều Lão, cũng là Kiều Mộng Viện lúc xuống lầu không cẩn thận trượt chân ngã, Kiều Lão bảo hắn nhanh chóng trở lại trị liệu giúp nàng một chút. Trương Đại Quan nhân cười đáp ứng, hắn hướng anh em Thường gia cáo từ. Trương Dương đi không lâu, anh em Thường gia cũng kết thúc bữa cơm, Thường Hải Tâm một mình trở về nơi ở, hai anh em Thường Hải Thiên trở về, trên đường về. Thường Hải Long nói, anh có thấy ánh mắt Hải Tâm nhìn Trương Dương có chút không đúng hay không? Thường Hải Thiên thở dài nói, em cho rằng em ấy chậm chạp không tìm người yêu là vì cái gì? Lại vì cái gì từ Lam Sơn đến Đông Giang, cuối cùng đi tới Tân Hải? Thường Hải Long nói, nhưng Trương Dương và Sở Yên Nhiên đều sắp kết hôn rồi. Thường Hải Thiên nói, tâm lý của con gái rất khó nắm bắt, chúng ta tuy rằng là làm anh, thật ra có vài lời cũng không tiện nói, có cơ hội vẫn là cho ba mẹ khuyên nhủ.
anh thấy Hải Tâm cũng không thích hợp ở lại Tân Hải công tác. Trương Dương đi tới Hải Dương Hoa Viên, thấy xe của Trình Diễm Đông đứng ở sát phách biệt thự Kiều Lão ở, thì ra sau khi Trình Diễm Đông nhận được mệnh lệnh của Trương Dương, lập tức an bài người canh phòng nghiêm mật xung quanh Hải Dương Hoa Viên. Trương Dương ngẩng đầu, thấy Trình Diễm Đông đứng ở biệt thự lầu 2, Trương Dương mỉm cười ý bảo, cũng không có dừng lại, bước nhanh đi vào trong biệt thự Kiều Lão ở. Tiến vào biệt thự, nhân viên cảnh vệ phụ trách an toàn của Kiều Lão, vẫn tiến hành kiểm tra Trương Dương. Kiều Lão tuy rằng không quan tâm đến việc này, thế nhưng cảnh vệ nhân viên bên cạnh vẫn không dám có chút lười biếng đối với công tác an toàn. Trương Dương đi tới phòng khách, Kiều Lão ngồi cùng Kiều Mộng Viện ở ghế sofa, Kiều Lão đứng dậy nói, sao lâu như vậy mới đến? Trương Dương cười nói, bên ngoài có một người bạn tới. Kiều Lão nói, Mộng Viện bị trẹo chân. Kiều Mộng Viện ngồi ở chỗ kia, chân nhỏ đặt trên băng ghế, cô ấy khoát tay nói, không có việc gì, lúc này đã không đau. Trương Dương nói, sao không cẩn thận như thế? Hắn đi qua, đi tới trước mặt Kiều Mộng Viện ngồi xổm xuống, nâng chân của cô ấy lên nhìn một chút, trước mặt của ông nội, bị hắn đem chân cầm trong tay, Kiều Mộng Viện không khỏi có chút xấu hổ. Kiều Lão thân thiết nói, thế nào? Trương Dương giúp đỡ Kiều Mộng Viện bóp nhẹ hai cái, cười nói, không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Kiều Mộng Viện nói, tôi đã sớm nói rồi không có việc gì, nhưng ông nội vẫn kiên trì gọi anh tới, thật sự là chuyện bé xé ra to. Kiều Lão nở nụ cười ha ha, ông quan tâm con ngược lại là sai. Trương Dương nói, sau này cô phải cẩn thận, đừng làm cho lão nhân gia lo lắng. Kiều Lão bắt chuyện Trương Dương ngồi xuống. Lão nhân ra xem ra rất hài lòng, ông cười nói, Trương Dương à, tôi xin nghỉ giúp Mộng Viện, con bé đáp ứng mấy ngày nay đi với tôi, sau đó chúng tôi đến Giang Thành bên kia chơi. Trương Dương cười nói, tôi vẫn đều kiến nghị Mộng Viện nghỉ ngơi nhiều, gần đây cô ấy cả ngày bận việc, thật sự là rất khẩn trương. Chương 1884, đối lập 1. Kiều Lão nói, lúc trẻ tuổi nhất định phải chú ý thân thể, nếu không chờ đến già rồi, hối hận đều muộn. Kiều Mộng Viện cười nói, ông nội, con không có đại sự gì, hơn nữa thân thể con hiện tại không biết tốt bao nhiêu, thành phố Tân Hải tuy rằng không lớn, nhưng không khí tốt hơn nhiều so với kinh thành, hiện tại con mỗi buổi sáng đều kiên trì luyện tập, chạy bộ 5 cây vô luận trời mưa cũng không gián đoạn. Kiều Lão nói, biết rèn luyện là tốt rồi. Kiều Mộng Viện nói, ông nội, ông đừng lo lắng, Trương Dương đều nói con không sao, ông nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, hôm nay đi đường xa như vậy. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai con còn muốn cùng ông đi dạo xung quanh. Kiều Lão liên tục gật đầu, hướng Trương Dương nói, Trương Dương, cậu nhất định phải giúp Mộng Viện trị khỏi chân. Trương Dương cười nói, ngài yên tâm đi. Kiều Lão đi rồi, đôi mắt đẹp của Kiều Mộng Viện nhìn trên mặt của Trương Dương, nhẹ giọng nói, anh cũng trở lại nghỉ ngơi đi. Trương Dương cười nói, không có việc gì, tôi đêm nay sẽ ở kế bên, nhấc chân đi ra. Kiều Mộng Viện mân mê môi anh đào nói, tôi vừa mới nhìn thấy Trình Diễm Đông, anh có phải là an bài hắn đến đây phụ trách công tác cảnh giới? Trương Dương gật đầu nói, để phòng ngừa lỡ như, gần đây xảy ra không ít chuyện. Kiều Mộng Viện thở dài, cảm giác chân ấm áp, là do Trương Dương lại đem chân của cô ấy nắm trong tay, Kiều Mộng Viện đỏ mặt nói, làm gì? Không phải nói không có việc gì sao? Trương Dương nói, sáng mai cô còn muốn đi cùng lão gia tử, tôi phải trị khỏi cho chân của cô. Kiều Mộng Viện nói, đã không còn đau. Trương Dương nói, nên xoa bóp cho tốt. Chân ngọc của Kiều Mộng Viện ngày thường đã cực đẹp, đủ trong suốt, giống một cánh hoa, da thịt mềm mại giống trẻ con, nắm trong tay, cảm giác được một loại tư vị mềm mại đến tận xương cốt. Ngón tay của Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve tại mắt cá chân cô ấy. Kiều Mộng Viện cảm thấy có chút ngứa, vô thức đem chân rút về. Trương Dương nói, kỳ quái, sao chân của cô một chút cũng không thối vậy? Kiều Mộng Viện nói, chân của anh mới thối đấy. Trương Dương nở nụ cười ha ha một tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện nhìn mà xấu hổ cúi đầu xuống, lông mi hơi run rẩy. Trương Dương nói, Mộng Viện, thoải mái không? Kiều Mộng Viện cúi đầu ừ một tiếng, nhưng lập tức lại lắc đầu. Trương Dương nói, nếu cô thích, tôi có thể xoa bóp giúp cô như vậy cả đời. Kiều Mộng Viện không nhìn được nở nụ cười, cô ấy rút chân về, anh nguyện ý, tôi còn không muốn. Cô ấy thử giật mắt cá chân, cảm giác đã hoàn toàn được rồi. Vì vậy cẩn thận đứng lên, thử đi vài bước. Trương Dương nói, thế nào? Kiều Mộng Viện gật đầu nói, y thuật của anh tốt hơn so với nhân phẩm rất nhiều. Trương Đại Quan Nhân nói, cô thật là không lương tâm,
tôi giúp cô trị thương, ngay cả một câu hữu ích cũng không nói. Kiều Mộng Viện cười cười, nhẹ giọng nói, đi rửa tay đi, tôi pha cà phê cho anh uống. Trương Dương nói, không cần rửa tay, từ giờ trở đi. Tôi một tháng không rửa tay, buổi tối mang theo mùi vị trên chân của cô ngủ. Kiều Mộng Viện nói, kinh quá. Cô ấy đứng dậy đi vào phòng bếp, không bao lâu sau thì bưng hai cà phê hương thơm mê người đi tới, Trương Dương tiếp nhận một ly. Nhấp một ngụm nói, Mộng Viện, cái này buổi tối uống ít thôi, dễ hưng phấn. Kiều Mộng Viện nói, không có việc gì, tôi gần đây ngủ rất tốt. Trương Dương nói, có nằm mơ không? Kiều Mộng Viện nói, ai không nằm mơ? Có mơ tới tôi không? Kiều Mộng Viện lắc đầu, thật đúng là không có, anh nói anh có chỗ nào đáng để tôi mơ tới. Trương Đại Quan Nhân cười nói, không chế giễu tôi hai câu thì cô khó chịu có phải không? Kiều Mộng Viện nói, vì sao không nói trước cho tôi biết, chuyện ông nội muốn tới Tân Hải. Trương Dương nói, ý của Kiều Lão, tôi đương nhiên muốn tôn trọng ý kiến của lão nhân gia. Kiều Mộng Viện nói, anh gạt tôi không chỉ chuyện này. Kiều gia gần đây xảy ra chuyện, anh cũng chưa nói. Nói ra chuyện này, nụ cười trên mặt của Kiều Mộng Viện nhất thời biến mất. Trương Dương nói, loại chuyện đồn đãi nhảm nhí này, quản nó làm cái gì? Kiều Mộng Viện nói, nếu như chỉ là lời đồn, ông nội không sẽ tự mình đến Tân Hải một chuyến. Trương Dương nói, tôi không rõ ràng. Kiều Mộng Viện nhìn hắn thật sâu một cái nói, anh vì sao không rõ ràng? Giả bộ hồ đồ mới đúng. Trương Dương nói, Mộng Viện, tôi cuối cùng cảm thấy, người và người lúc đầu có thể hiểu nhau quen biết cũng là một loại duyên phận, vô luận cô thừa nhận hay phủ nhận, duyên phận giữa chúng ta đều là dứt bỏ không được. Kiều Mộng Viện thở dài nói, anh không cần khai đạo tôi, cũng không cần lo lắng cho tôi, ông nội lần này đi tới Tân Hải, tôi thấy được lão nhân gia, chuyện gì trong lòng đều rõ ràng, anh yên tâm đi, tôi đã không là đứa nhỏ, bất luận chuyện gì tôi đều có thể chịu được, cái tôi cần làm, cũng là làm tốt công tác của mình, hiếu kính người nhà của mình. Trương Dương nói, nghe cô nói như vậy tôi an tâm. Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương, anh nói chuyện càng ngày càng có mùi vị lãnh đạo. Trương Dương cười nói, hai người chúng ta ai làm lãnh đạo đều không sao cả. Kiều Mộng Viện nói, anh là bí thư thị ủy, tôi chỉ là một phó chủ nhiệm nho nhỏ của phòng chiêu thương, ở trong mắt tôi anh vĩnh viễn đều cao cao tại thượng. Vẻ lưu manh của Trương Đại Quan Nhân lại tái phát, vậy được, thật ra tôi cũng nguyện ý ở trên cô. Kiều Mộng Viện đối với Trương Dương có thể nói là lý giải rất thâm hậu, càng là lúc hắn nói lời này, càng không thể tiếp lời, bằng không thằng nhãi này sẽ càng lên mặt. Cô ấy chỉ coi như không có nghe thấy, nhẹ giọng nói, tôi nghe nói thì Duy ở kinh thành gây náo loạn với Từ Kiến Quốc. Trương Dương biết Kiều Mộng Viện cố ý chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, cười nói, cô ta cũng là cái tính tình kia, cô không cần lo lắng, chuyện tình đã nói xong. Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương, có nghĩ tới gần đây hình như có người ở nhằm vào Kiều gia hay không? Trương Đại Quan Nhân đương nhiên nhìn ra điểm này, bất quá người này giấu quá sâu, hơn nữa Kiều Lão hô gió gọi mưa tại chính đàn nhiều năm. Khó tránh khỏi sẽ đắc tội một ít người, muốn tìm ra người phía sau nhằm vào Kiều gia, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Dương nói, gần đây quả thật có cảm giác sắp có mưa bão, rất nhiều chuyện theo nhau mà đến, thật sự có chút nhìn không thấu. Kiều Mộng Viện nói, nhìn không thấu thì không cần nhìn, thật ra người sống đơn giản một chút không tốt sao. Trên quan trường, ai ai đều mang theo bộ mặt giả khổ cực kinh doanh, nhưng có nghĩ tới hay không, vất vả như vậy là vì cái gì? Trên chính trị thu được đề thăng lại mang đến cái gì? Cho dù anh đạt được đỉnh phong quyền lực như nguyện, nhưng đến cuối cùng bỗng nhiên phát hiện, bên cạnh ngay cả một người chia sẻ người của cũng không có, vậy có cái gì vui sướng đáng nói? Trương Dương cảm giác lời nói này của Kiều Mộng Viện tựa như có ám chỉ khác, lẽ nào theo như lời của cô ấy là Kiều Trấn Lương? Dứt bỏ phong ba của gia đình gần đây, Kiều Trấn Lương trên con đường làm quan được cho là đường làm quan rộng mở, ông trải qua ngủ đông trong thời gian ngắn. Rốt cục lại nghênh đón mùa xuân trên chính trị, đảm nhiệm bí thư thị ủy Tân Hải. Thế nhưng Kiều Trấn Lương trong gia đình lại biến thành người cô đơn, thê ly tử tán, rất khó nói Kiều Trấn Lương hiện tại có chân chính vui sướng. Chương 1885, đối lập 2. Trương Dương nói, mỗi lần nói chuyện với cô, tôi đều cảm giác được chán ngán thất vọng, hứng thú của tôi đối với quan trường thẳng thắn giảm xuống, có thể có một ngày, tôi sẽ bởi vì cô mà buông tha con đường này. Đôi mắt đẹp Kiều Mộng Viện của chớp chớp, nhẹ giọng nói, đừng lấy tôi ra làm cớ, tôi cũng không muốn trở thành cái cớ của anh, nếu như cho tôi một cơ hội lựa chọn lần thứ hai, tôi vẫn sẽ lựa chọn làm bạn với anh.
Trương đại quan nhân nhíu nhíu mày, lời nói này của Kiều Mộng Viện tràn ngập ý phân rõ giới hạn với mình, nhưng cô ấy càng thanh minh như thế này càng chứng minh nội tâm của cô ấy dao động, trong lòng của cô từ lâu tràn ngập hình bóng của Trương Dương. Trương Dương mỉm cười nói, tôi đi. Hắn đứng dậy vươn tay hướng Kiều Mộng Viện, nắm tay với cô ấy nói lời từ biệt. Kiều Mộng Viện đưa tay đến lòng bàn tay của hắn, nhưng đột nhiên bị Trương Dương ôm vào trong lòng, sau đó Trương đại quan nhân dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, miệng hôn lên môi mềm của cô ấy. Thân thể mềm mại của Kiều Mộng Viện run rẩy một chút, sau đó cảm giác được máu trong ngừng trong nháy mắt bị rút đi, dường như rơi vào đám mây. Trương Dương rất nhanh thả cô ấy, mỉm cười nói, chúc mộng đẹp. Trương Dương đêm đó cũng không có rời Hải Dương Hoa Viên, mà là đi tới biệt thự bên cạnh, Trình Diễm Đông đã bố trí người trách nhiệm tối nay, thấy Trương Dương đến đây, hắn cười nói, bận xong. Trương Dương cười gật đầu, thấy rượu và thức ăn trên bàn trà, đi qua, tự mình rót một ly, nhét một hột đậu phộng vào trong miệng, Diễm Đông, thật biết hưởng thụ. Trình Diễm Đông nói, đêm trường dai dẳng, chỉ có thể dùng phương thức này đuổi tịch mịch. Trương Dương nở nụ cười, hai ngày nay sợ rằng phải khổ cực cậu. Trình Diễm Đông nói, Kiều lão lần này đến đây, hoàn toàn là tính chất tư nhân. Trương Dương gật đầu nói, lão gia tử không muốn người ta biết, cho nên cậu chỉ cần âm thầm bảo hộ là được, ngàn vạn lần đừng làm cho ông ấy phát hiện, nếu không khẳng định sẽ mất hứng. Trình Diễm Đông nói, tôi và Kiều chủ nhiệm đã thấy mặt, cô ấy hẳn là đã biết. Trương Dương cười nói, cô ấy sẽ không nói. Trình Diễm Đông nói, thật ra Kiều lão đã lui, còn có ai có thể gây bất lợi với ông ấy đâu. Trương Dương nói, kinh thành gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Trình Diễm Đông nói, tôi cũng nghe nói một ít tin đồn. Trương Dương nói, tin đồn không thể tin. Trình Diễm Đông cười cười, không tiếp tục nói. Trương Dương đem ly rượu uống cạn, ngáp một cái nói, vậy thì, tôi đi nghỉ ngơi trước, sáng mai còn phải đi Bắc Cảng họp. Từ trước cửa sổ phòng ngủ của Trương đại quan nhân có thể thấy toàn cảnh biệt thự đối diện, đêm đã khuya, vẫn đang có một căn phòng còn sáng đèn. Trương đại quan nhân có thể kết luận nhất định là Kiều Mộng Viện, hắn suy nghĩ một hồi, vẫn là buông tha ý định nương bóng đêm yểm hộ lẻn vào phòng của Kiều Mộng Viện, cầm lấy điện thoại, gọi cho số điện thoại của Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện quả nhiên không ngủ, âm thanh từ trong ống nghe truyền đến, nghe được tiếng cười của Trương Dương, Kiều Mộng Viện không nhịn được nói, đã trễ thế này, anh còn gọi điện thoại. Trương Dương nói, thấy đèn còn sáng, biết cô không ngủ. Ngọn đèn đối diện lập tức tắt đi. Trương Dương cười nói, tắt đèn. Kiều Mộng Viện thở dài nói, xem ra tôi hẳn là nghe theo đề nghị của anh, không nên uống ly cà phê kia. Trương Dương nói, làm cô mất ngủ sợ rằng không phải ly cà phê kia. Đáng ghét, Kiều Mộng Viện cúp điện thoại. Trương đại quan nhân cười lắc đầu, hắn cũng không có nói sai, khiến cho Kiều Mộng Viện mất ngủ cũng không phải ly cà phê, mà là nụ hôn kia của Trương Dương. Kiều Mộng Viện không khỏi nhớ tới nụ hôn dài triền miên phát sinh ngày đó tại Thái Bình Khẩu. Cô ấy nghiêm túc như vậy, hưởng thụ như vậy, cô ấy biết, vô luận mình phủ nhận thế nào, đều phủ nhận không được một sự thật đã sản sinh, cô ấy yêu Trương Dương, tuy rằng cái này cũng không phải cô ấy lần đầu tiên yêu, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ nghiêm túc đối đãi một người như vậy. Trong đầu đều là bóng dáng của hắn, so sánh với Trương Dương, Hứa Gia Dũng lúc xưa đã trở thành một cái tên cực kỳ mờ nhạt trong trí nhớ của cô ấy, thậm chí lúc cô ấy nhớ tới tên này, trong lòng đã cũng không có nổi một gợn sóng mảy may. Nghĩ đến tên của Trương Dương, nghĩ đến nụ cười của hắn, trong nội tâm của Kiều Mộng Viện tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, thì ra yêu một người thật là hạnh phúc. Hạng Thành mời dự họp đại hội lần này chủ yếu là nhấn mạnh công tác trọng điểm của 6 tháng cuối năm, cách nói chuyện máy móc của ông ta đúng là không khơi dậy nổi bất luận cái hứng thú gì của Trương đại quan nhân, nghe mục tiêu kinh của Bắc Cảng 6 tháng cuối năm tế rất to, nhưng tinh tế nhất phẩm, nhưng không có bao nhiêu nội dung thực chất, rất vớ vẩn. Trên thực tế Bắc Cảng gần đây quả thật không có phát triển kinh tế gì, chiến tích đáng nhắc tới của Hạng Thành 2 năm nay, cũng là xây dựng cảng mới. Nhưng cảng mới xây xong cũng không có tác dụng như mong muốn, lúc trước xây dựng cảng mới, với hùng tâm bừng bừng của Hạng Thành dẫn đầu lãnh đạo muốn xây dựng một thủy cảng quan trọng nhất trong nước, thậm chí toàn bộ châu Á, trở thành bến cảng xuất nhập khẩu quan trọng nhất trong nước, thế nhưng thực tế trong quá trình xây dựng không thể vấn đề thiếu tài chính ở phút cuối cùng, tuy rằng cảng cuối cùng thuận lợi xây xong. Nhưng bởi vì chịu trình độ thiết kế và thành phẩm xây dựng có hạn ngay lúc đó. Cuối cùng không có thực hiện đại nguyện kế hoạch lớn của Hạng Thành, đừng nói quan trọng nhất châu Á, cho dù trong Bình Hải, còn không bằng cảng nước sâu tiên tiến của Nam Tích và Lam Sơn hợp kiến. Tại trong mắt chuyên gia, cảng mới này rất kém,
Cái này gọi là thực chi vô vị khí chi đáng tiếc, bỏ thì thương mà vương thì tội, cũng không có tăng về diện tích hay độ rộng gì so với cảng Phúc Long. Ảnh hưởng đối với kinh tế chỉnh thể của Bắc Cảng cũng có hạn. Hạng Thành lần thứ hai tung ra kế hoạch khu kinh tế xung quanh xây dựng cảng mới, trong hai năm nay ông ta hầu như mỗi năm đều phải đưa ra vài lần. Một đám cán bộ tham dự hội nghị nghe xong Hạng Thành cao đàm khoát luật, đa số người ôm tâm lý ông nói của ông, tôi nghe của tôi, tuy rằng nội dung quen thuộc, nhưng ai kêu ông là lãnh đạo, ông máy móc cũng được, luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại cũng được. Dù sao ông ở trên vị trí này, ông có quyền lên tiếng, tôi phải nghe lời, muốn đổi chút nội dung mới mẻ, chỉ có mặc cho lãnh đạo. Hạng Thành nói xong, hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay, chỉ cần là lãnh đạo nói chuyện, sẽ có người cổ động. Trương Đại Quan Nhân cũng vỗ tay, tuy rằng hắn căn bản sẽ không nghe Hạng Thành nói cái gì, nhưng vỗ tay cho lãnh đạo là một loại lễ phép cơ bản. Hạng Thành lộ ra nụ cười, bất quá nụ cười của ông cũng không có duy trì liên tục lâu, bởi vì ông phát hiện ở đây có một người không có vỗ tay, người này cũng là Cung Kỳ Vĩ, phó bí thư thị ủy tân nhậm Cung Kỳ Vĩ. Mà kế tiếp cũng là Cung Kỳ Vĩ nói chuyện, Hạng Thành nhíu nhíu mày, trong lòng bắt đầu có một loại dự cảm bất an. Lẽ nào thằng nhãi này muốn tại trường hợp công khai làm khó dễ mình? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 210.